Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Tư Mã Lôi có thể nhân cơ hội này cùng công kích Tiêu Chính Văn, tại sao ông ta lại nương tay thế chứ? Chu Trấn Long khó hiểu hỏi. Nào có đơn giản như thế, dù sao nhà họ Tư Mã cũng là hoàng tộc, giết chết cường giả cảnh giới nhân hoàng ngoài Hoa Quốc dĩ nhiên có thể thích làm gì thì làm rồi. Nhưng giết Tiêu Chính Văn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, Hoàng đế Thiên Văn cũng luôn để ý đến Tiêu Chính Văn. Nhà họ Võ đã lánh đời nhiều năm trông có vẻ đã suy tàn nhưng thật ra lại đang giấu tài năng. Nhà họ Tư Mã cực kỳ kiêng dè nhà họ Võ, nếu cùng cảnh giới đánh nhau, Tiêu Chính Văn bị giết, nhà họ Võ cũng không có gì để nói, nhưng cao thủ ở cảnh giới này Tư Mã Lôi càng ra tay can thiệp vào, cho rằng Võ Tam Tư và Võ Tận Trung đang bày mưu. Lý Chính Đạo cười mỉa khinh thường nói. Có thể nói nhà họ Tư Mã là số ít các phán đồ trong rất nhiều hoàng tộc, nhà họ Chu. Nhà họ Võ, nhà họ Lý, nhà họ Triệu trong tối ngoài sáng gì cũng luôn chú ý đến từng hành động của nhà họ Tư Mã. Thậm chí ngay cả nhà họ Tần Doanh cũng có thái độ lạnh nhạt với nhà họ Tư Mã, chỉ là vẫn không công khai công kích nhà họ Tư Mã mà thôi. Trong tình hình này với thực lực chiến đấu hàng đầu của nhà họ Tư Mã, dĩ nhiên không dám can thiệp vào chuyện lớn bé ở thế tục. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn đã đi đến dưới chân núi Hằng Sơn. Đỗ Ách Chân Quân nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn, ông ta cũng rất muốn đòi lại phá quân. Nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy của ông ta và Tiêu Chính Văn đã truyền đi khắp cả nước, bây giờ làm gì có lý do để lấy lại. Nếu công khai giành lại thì ông ta lại không phải là đối thủ của mấy người Long Nguyệt nên chỉ đành trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn đem phá quân đi khỏi Hằng Sơn. Cậu Tiêu, có lời này tôi không biết có nên nói không, cuối cùng Đỗ Ách Chân Quân cũng không kiềm được lên tiếng ngăn cản. Cứ nói không sao cả, dù sao trưởng giáo Đỗ Ách đã hào phóng như thế, tôi đây cũng sẵn lòng nghe, Tiêu Chính Văn lại không để tâm lắm, quay đầu lại cười híp mắt nhìn Đỗ Ách Chân Quân. Cậu Tiêu, có phải lần mạo hiểm này của cậu quá lớn rồi không? Không chỉ giết Thế tử Mỹ Lục và Phi Lục mà còn Dương Đông kích Tây suýt nữa hại Tung Sơn và Hằng Sơn rồi. Tôi nghĩ chắc lúc nãy cậu Tiêu cũng đã nhìn thấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng nhỏ bé thế nào ở trước mặt đại tài thật sự. Sau này đại tài của Hằng Sơn tôi chắc chắn sẽ tự tay đòi lại vật đã mất về. Thế nên mong cậu Tiêu phải giữ cẩn thận bảo vật của Hằng Sơn, tránh sau này lại hối hận không kịp. Ý uy hiếp trong lời nói của Đỗ Ách Chân Quân đã quá rõ ràng, bề ngoài thì mong Tiêu Chính Văn biết tiến biết lùi, trả phá quân lại cho Hằng Sơn. Nếu không sau này chắc chắn sẽ trở thành mồi nhóm lửa cho việc Hằng Sơn trở mặt với Tiêu Chính Văn. Nếu không tránh được trận chiến này, tôi cũng chỉ có thể cung kính chờ, mong rằng đến lúc đó Hằng Sơn đừng khiến tôi thất vọng. Nếu Hằng Sơn giống trưởng giáo Đỗ Ách thì chẳng thú vị nữa. Nói rồi Tiêu Chính Văn dẫn ba người Long Nguyệt thong dong rời đi. Dù một kiếm này của Tư Mã Lôi kinh động trời đất, nhưng dù sao nước xa cũng không cứu được lửa gần, đợi đến này ông ta quay lại, Tiêu Chính Văn đã là cảnh giới gì cũng rất khó nói. Hơn nữa mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và năm đại danh Sơn hết sức vi diệu. Dù không có chuyện phá quân này thì Hằng Sơn cũng không buông tha cho anh. Tính cách của Long Ngao rất cứng rắn, Tiêu Chính Văn nhất thời không tìm được trận pháp thích hợp cho anh ta để anh ta tập luyện, vừa lúc anh đọc được ghi chép về phá quân trong Thiên Sơn Thư Lục nên mới cố ý chạy đến Hằng Sơn một chuyến. Thế nên cho dù Đỗ Ách Chân Quân có đe dọa thế nào, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không nhường lại. Đỗ Ách Chân Quân hung hăng nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn. Lúc này ông ta hoàn toàn bất lực không thể làm gì Tiêu Chính Văn ngoài việc nói mấy lời đe dọa. Cậu Tiêu thật ra bất kể là chuyện gì vẫn nên dĩ hòa vi quý, nếu không sẽ có một ngày đại nạn ập đến, mặt mày Đỗ Ách Chân Quân méo xẹo lớn giọng nói. Phá quân đã bị Tiêu Chính Văn bày trò lấy mất, đó không chỉ đơn giản mà mất đi thể diện mà còn có nghĩa là đã giao mạng của Hằng Sơn vào trong tay Tiêu Chính Văn. So ra thì hành động quỳ xuống của Triệu Kế Hồng không là gì cả. Người thiệt chịu nhiều nhất ngược lại là Hằng Sơn. Chẳng phải lúc nãy ông đã nói rồi sao, đại tài của Hằng Sơn sẽ đến tìm tôi đòi lại, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện này vẫn không muộn. Nói rồi mấy người Tiêu Chính Văn biến thành một luồng sáng rồi biến mất không thấy đâu. Sau khi quay về Long Kinh, Tiêu Chính Văn lại bảo Long Ngao nhất định phải chuyên tâm nghiên cứu, nhanh chóng thành thạo phá quân, còn nói với Long Ngao đòn tấn công lúc nãy có nguồn gốc từ phá quân. Nghe anh nói thế Long Ngao vui mừng không thôi. Uy thế của đòn tấn công đó quả thật là kinh thiên động địa.
Hơn nữa khí thế vô song đó cũng khá phù hợp với phong cách của anh ta. Vừa sắp xếp xong mọi thứ, Độ Thiên chân nhân gọi đến. Chủ thượng, có một thanh niên muốn gặp cậu, người này có lai lịch không nhỏ. Giọng điệu nói chuyện trong điện thoại của Độ Thiên chân nhân khá nghiêm trọng. Ồ, người nào thế? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày hỏi. Nữ đế, người nhà họ Võ. Độ Thiên chân nhân đáp. Ôi, Võ Lan Anh, Tiêu Chính Văn vô thức đáp, được rồi, tôi lập tức về Sơn Thành. Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chính Văn đi đến phòng luyện võ của Khương Vi Nhan, sau khi chỉ dạy cô xong mới nói, người nhà họ Võ ở ngoài lãnh thổ bỗng tìm đến, thời gian này có thể anh phải đi khỏi Long Kinh một thời gian. Nếu có việc gì em cứ bàn với Tần Vũ là được, nếu người của năm địa danh Sơn đến gây rắc rối, anh có thể quay về bất cứ lúc nào. Nghe thế Khương Vi Nhan lo lắng nói, nhà họ Võ ngoài lãnh thổ. Sẽ không gây phiền phức gì chứ? Không đâu, mặc dù Hoàng đế Lan Anh có danh tiếng không tốt trong lịch sử, nhưng đó đều là do môn đồ nhà họ Khổng cố ý bôi nhọ. Trong thời gian nữ đế tại vị, uy danh Hoa Quốc vang khắp bốn biển, phía Bắc đánh Cao Lâu Ly, phía Tây chính chiến các nước ở Tây Vực, sức mạnh quốc gia được phô trương, cũng không phải là người ngốc. Anh đi rồi sẽ về, đừng lo quá. Nói rồi Tiêu Chính Văn hôn lên trán Khương Vi Nhan một cái, sau đó đi ra ngoài quay về Sơn Thành. Lúc này một người trẻ tuổi khí chất cao ngạo đang ngồi khoanh chân thưởng thức trà trong sân dinh thự Tiêu, mặc dù người đàn ông trẻ tuổi này yên tĩnh ngồi đó nhưng quanh người hắn đều có khí chất vương giả chỉ có đế vương mới có lượn quanh. Thấy Tiêu Chính Văn sải bước đi đến, thanh niên vội đứng lên chắp tay với Tiêu Chính Văn nói, Võ Anh Hào của nhà họ Võ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu khi thấy Võ Anh Hào khá khiêm tốn, không hề tỏ ra kiêu ngạo, rất hân hạnh được gặp. Xem ra nhà họ Võ không giống với trong truyền thuyết, thậm chí có thể nói là trái ngược hoàn toàn. So với các gia tộc lớn như nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy kia thì Võ Anh Hào khiêm tốn, lễ độ, hơn nữa khí chất cao ngạo hoàn toàn không phải là kiểu kiêu ngạo không xem ai ra gì như trong truyền thuyết. Tên của anh Tiêu đã truyền ra khắp ngoài lãnh thổ. Hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền, Võ Anh Hào nhìn Tiêu Chính Văn tán thưởng nói. Nói quá rồi, nhà họ Võ chỉ phái một mình anh quay về thế tục sao? Dù sao nhà họ Võ cũng là hoàng tộc, tuyệt đối không thể chỉ bảo một mình Võ Anh Hào quay về thế tục được. Hiện tại nhà họ Võ vẫn không tiện lộ mặt công khai, hơn nữa chuyện lần này quay về thế tục để giải quyết cũng không nhiều người làm được nên chỉ có một mình tôi. Võ Anh Hào cười nói. Trước khi anh ta xuất phát, các mưu sĩ nhà họ Võ đã lên hết mọi kế hoạch cho anh ta, bao gồm cả mỗi một chi tiết sau khi gặp Tiêu Chính Văn. Trong thế tục chỉ cần được Tiêu Chính Văn giúp thì hơn hẳn việc Võ Anh Hào dẫn hàng ngàn người quay về từ ngoài lãnh thổ. Tôi nghĩ khí chất bất phàm của anh hẳn không chỉ đơn giản là một thế tử của nhà họ Võ đâu nhỉ, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Tôi là con trai của Võ Tam Tư, thiên hạ Đại Châu vốn dĩ sẽ truyền lại cho tôi. Nhưng lại xảy ra biến cố, cuối cùng Lý Long Cơ lợi dụng binh biến giành đế vị, nói ra thì lại cảm thấy hổ thẹn. Võ Anh Hào khẽ thở dài nói. Lẽ nào năm đó nhà họ Võ muốn thay nhà họ Đường thật sao? Độ Thiên chân nhân hỏi. Võ Anh Hào mỉm cười nói, lòng của nữ đế đã quá rõ, hoàng thất Lý Đường đều loạn lạc, nếu giao Giang Sơn cho đám người này chỉ khiến người dân gặp tai họa. Thế nhưng sự thật đã chứng minh suy đoán này của nữ đế. Không đến 20 năm ngắn ngủi Lý Long Cơ đã đánh mất Giang Sơn, khiến Hoa Quốc rơi vào loạn lạc. Người dân Trung Nguyên bị ngoại tộc tàn sát, tiếc là lúc đó thiên hạ đã loạn, nhà họ Võ tôi cũng bị quan chức tẩy chay, bất lực không làm được gì. Nghe thế Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nhà họ Võ đúng là rất giỏi, theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, năm đó người bình ổn lại loạn lạc chính là một tiểu tướng không có danh tiếng của nhà họ Võ. Mời ngồi. Không biết nhà họ Võ tìm đến tôi có chuyện gì không, Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Hôm nay tôi đến chỉ muốn thăm anh Tiêu, mong sau này có thể gần gũi với anh Tiêu nhiều hơn. Nói rồi Võ Anh Hào lấy một hộp gỗ từ trong túi áo ra đưa đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Hộp gỗ đó vừa được lấy ra, không khí xung quanh lập tức thay đổi, thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng gió thổi. Mở chiếc hộp ra, bên trong lại là một số chất như ion điện đang lúc tụ lại lúc phân tán. Mỗi lần các vật chất như ion điện này phân tán hay tụ lại thì không gian xung quanh đều sẽ bị bóp méo lại. Đây là, dù Tiêu Chính Văn đã từng gặp rất nhiều thứ lạ,
lại có Thiên Sơn Thư Lục trong tay nhưng cũng không phải cái gì trên thế gian này Tiêu Chính Văn cũng biết. Suy cho cùng thế giới này có quá nhiều sự vật bí ẩn. Anh Tiêu từng nghe nói đến Vô Cực chưa? Võ Anh Hào nói. Vô Cực chỉ là một tên gọi mà Võ Tông thời xa xưa đặt cho loại vật chất này, tương truyền năm đó lão quân vì uống phải vật chất này mới có thể trở thành đạo chính thống vô thượng. Sau đó trở về phía tây đi thẳng đến tầng mây, cơ thể hóa thành thánh. Tiêu Chính Văn khá ngạc nhiên nhìn Võ Anh Hào, anh cũng không biết nhiều về vật chất này, vì trong cả bộ Thiên Sơn Thư Lục cũng chỉ ghi chép vài câu thôi. Dù sao Vô Cực này đã tung hoành mấy ngàn năm ở Hoa Quốc, cũng chỉ từng xuất hiện vài lần mà thôi, thuộc về một trong số vật chất hiếm có ở thế gian. Không ngờ nhà họ Võ lại hào phóng như thế, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng khá bất ngờ. Món đồ quý giá như vậy e là tôi khó mà nhận, Tiêu Chính Văn không vội nhận hộp gỗ trong tay Võ Anh Hào mà như có điều suy nghĩ nói. Anh Tiêu quả nhiên kiến thức nhiều, tôi nghĩ chắc anh đang thắc mắc tại sao nhà họ Võ lại vung tay hào phóng như thế đúng chứ? Võ Anh Hào đặt hộp gỗ lên bàn, đẩy nhẹ nó sang bên phía Tiêu Chính Văn. Lần này nhà họ Võ có chuyện muốn nhờ Tiêu Chính Văn, hơn nữa nhà họ Võ đã biết Tiêu Chính Văn lĩnh hội được cảnh giới tối cao của nguyên khí. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào khu vực trở lại nguyên trạng nên mới tặng món bảo vật này để mượn chút sức lực của Tiêu Chính Văn. Trên nguyên khí tức là trở về nguyên trạng, ý của nó là buông bỏ sự ràng buộc của tất cả từ trường, chân khí, nguyên khí, chân thật tìm về với cõi lòng của mình. Sở dĩ con người vừa là linh trưởng của vạn vật trong thế giới, vừa có khả năng tiềm tàng vô tận, mà mục tiêu cuối cùng của tập võ là khai phá hết toàn bộ tiềm năng. Thế nên cấp bậc này được mọi người gọi là quy chân. Sở dĩ các đại tài đế cảnh ở thời xa xưa thường được đặt nên là chân võ đại đế, chân nguyên đế quân, chính là vì họ đã lĩnh hội được cảnh giới quy chân này. Bưng trà lên, Tiêu Chính Văn quay sang dặn dò với Độ Thiên Chân Nhân. Sau khi Độ Thiên Chân Nhân đi rời, Võ Anh Hào mới thấp giọng nói, nghĩ chắc là anh Tiêu cũng có thể nhìn ra được, mặc dù tôi đã đạt đến thực lực nhân hoàng từ lâu. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới nhân vương cấp 5, có cảm thấy khả nghi lắm không? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Võ Anh Hào thì đã nhận ra sức chiến đấu của người này, chắc chắn sẽ không yếu hơn đám người Triệu Kế Hồng, nhưng so với Tiêu Chính Văn thì cảnh giới của anh ta lại chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Sức chiến đấu không hợp với cảnh giới, chỉ có thể chứng tỏ Võ Anh Hào này cố ý áp chế cảnh giới. Thật ra anh Tiêu chắc cũng đã nhìn ra, mấy thế tử hoàng tộc bọn tôi ai nấy cũng không có cảnh giới cao gì mấy, thậm chí nhân vương cấp 5 chính là trần nhà của bọn tôi rồi. Nhưng so với các gia tộc bình thường, tài nguyên của hoàng thất nhiều thế nào? Nếu muốn đột phá chắc là các thế tử của các gia tộc bình thường dù cũng đuổi theo không kịp. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ép cảnh giới, thậm chí rất nhiều người đến giờ cũng ở cảnh giới tầm khoảng nhân vương cấp 3. Chính là lúc đột phá nhân hoàng đã có biến số quá lớn. Hơn nữa muốn đột phá cũng phải đợi đến cơ hội tốt nhất mỗi 1.000 năm một lần mới có thể một bước lên trời. Nghe thế Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, quả đúng như Võ Anh Hào nói, cảnh giới của các thế tử hoàng tộc lại thấp hơn các gia tộc bình thường khác. Từ trước đến giờ Tiêu Chính Văn cũng từng nghĩ đến nhưng cuối cùng cũng không có đáp án. Ý của anh Võ là chỉ có đột phá cảnh giới nhân vương ở thế tục mới có thể nhanh chóng lĩnh hội được cảnh giới quy chân à, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Nhưng khi mấy người Long Nguyệt đột phá cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn cũng không phát hiện có gì khác thường, bao gồm cả sức chiến đấu và sự thay đổi không lớn lắm của mấy người Triệu Kế Hồng. Lời nói của Võ Anh Hào lại khiến Tiêu Chính Văn rơi vào trầm tư, từ xưa đến nay Hoa Quốc là nơi rất bí ẩn, hơn nữa để lại rất nhiều chỗ không rõ. Có lẽ ở trong đó có bí thân nào mà trước giờ Tiêu Chính Văn không hề biết. Đúng thế, cảnh giới quy chân này mặc dù không phải là cảnh giới về sức chiến đấu, nhưng người có thể lĩnh hội được quy chân lại cực kỳ ít, không có mấy người, các đế quân thời xa xưa cũng có rất nhiều người chỉ được vẻ bề ngoài. Ồ, nói cách khác, chuyến đi đến thế tục lần này của anh Võ là định đột phá cảnh giới nhân hoàng ở thế tục vào thời khắc thích hợp. Tiêu Chính Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ thời khắc. Đúng vậy. Không phải chỉ có tôi đang đợi thời khắc này, mấy người như nhà họ Tư Mã Thiên Hựu, Aizin Zoro, Hoàng Ấn cũng đang chờ đợi thời khắc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoặc anh Tiêu cũng có thể đợi cùng với tôi đột phá nhân hoàng càng lên một bậc.
Võ Anh hào hùng hồn nói ra một loạt cái tên hoàng tộc dài cực, hơn nữa còn nói với Tiêu Chính Văn, thật ra đám người này đã quay về thế tục từ trước, nhưng vẫn luôn giấu đi tên thật của mình, chỉ đợi thời khắc đột phá sắp đến. Bằng bằng thời cơ, anh Võ có thể nói rõ hơn một chút không? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Anh Tiêu có từng nghe nói đến Đế Tuấn chưa? Võ Anh hào cười hỏi. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn không còn lạ gì cái tên này, tương truyền ông ta là cụ tổ của Hoàng đế, Long tộc thời cổ đại xa xưa từng được gọi là Thái Nhất Đông Hoàng. Bằng bằng thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, Võ Anh hào mới nói tiếp, cái chết của Đế Tuấn vào năm đó có liên quan khá nhiều đến nhà họ Khương, mặc dù Đế Tuấn đã chết nhưng vẫn để lại Thánh Huyết Đông Hoàng, cứ 1000 năm sẽ xuất hiện một lần. Hơn nữa chỉ có Hoa Quốc mới có Thánh Huyết Đông Hoàng, người lấy được Thánh Huyết Đông Hoàng có thể thay ra đổi thịt, huyết thống gần với Long tộc hơn. Hơn nữa anh Tiêu đã có 3 tim rồng, tôi nghĩ là sau này sẽ là người rất có khả năng mở được di tích Long tộc, nhưng nếu không có Thánh Huyết Đông Hoàng, dù tập hợp đủ 5 quả tim rồng cũng không thể mở được di tích Long tộc. Vì kích hoạt hai điều kiện tiên quyết lớn của di tích Long tộc, một là lấy 5 tim rồng theo trình tự, lấy Xích Long làm đầu, Hắc Long làm đuôi. Thứ hai nhưng là Thánh Huyết Đông Hoàng. Nhưng anh Tiêu đã đáp ứng điều thứ nhất, ít nhất 3 tim rồng trước không có vấn đề sai sót, đúng chứ? Ôi, Tiêu Chính Văn không ngờ Võ Anh hào thế mà lại nắm rõ về mình như thế, càng không ngờ thế gian này vẫn sẽ có một thứ tên là Thánh Huyết Đông Hoàng. Đây là điều mà Thiên Sơn Thư Lục không hề có ghi chép. Xem ra đây hẳn chỉ là bí mật ngàn năm được lưu truyền giữa các hoàng tộc. Vậy Thánh Huyết Đông Hoàng sẽ xuất hiện ở đâu của Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn hỏi tiếp. Chuyện này sao, không giấu gì anh, nhà họ Võ chúng tôi cũng là lần đầu tiên có tư cách tham gia tranh giành, thế nên cũng chỉ biết có thế thôi, còn cụ thể Thánh Huyết Đông Hoàng sẽ xuất hiện ở nơi đâu khi nào thì không biết. Võ Anh hào cũng bị Tiêu Chính Văn hỏi đến mức mặt mày tỏ vẻ khó xử. Thật ra không chỉ có nhà họ Võ lần đầu tiên tranh giành một lần, từ sau Lý Đường tất cả hoàng thật đều tham gia lần đầu. Những hoàng tộc lâu đời này như nhà họ Tư Mắc, nhà họ Doanh, nhà họ Lưu vẫn phải biết nhiều hơn về Thánh Huyết Đông Hoàng. Hơn nữa lần này không chỉ là người Hoa Quốc sẽ tham gia tranh đoạt, ngay cả vài thế lực ở Âu Lục cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Từ hàng ngàn năm trước Âu Lục vẫn luôn bị Hoa Quốc dẫm đạp lên đầu chính là vì huyết mạch. Từ đế vương đến tướng lĩnh của Hoa Quốc đều được Thánh Huyết Đông Hoàng bảo vệ, còn Âu Lục lại không thể giữ vững được quốc vận của mình. Tôi nghe nói anh Tiêu gần như đã biết rõ ý nghĩa của nguyên khí, sở dĩ đang áp chế cảnh giới, không đột phá nhân hoàng, 80% là đã lĩnh hội đến quy chân rồi. Thế nên, tôi mong anh Tiêu cũng đột phá, cùng nhau đạt đến cảnh giới nhân hoàng, Võ Anh hào hừng hực khí thế đáp. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Võ Anh hào với ánh mắt sâu thẳm, chỉ riêng hoàng thất của Hoa Quốc, cũng đã rất phức tạp, bây giờ ngay cả người của Âu Lục cũng muốn nhúng tay vào. Thế chẳng phải sẽ tạo nên một cuộc chiến hỗn loạn trên thế giới sao? Cung kính không bằng tuân lệnh, nhưng không biết có phải chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng Thánh Huyết Đông Hoàng hay không? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày hỏi. Võ Anh hào nghe vậy ngửa mặt cười nói, vậy thì không phải, cũng bởi vì không phải chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, nên mới cần phong tỏa tin tức. Ban đầu, sao người có trình độ bình thường như Võ An Tuấn lại có thể càn quét thế giới chứ? Điều đó không thể không kể đến sức mạnh của Thánh Huyết Đông Hoàng. Nghe đến đây, mọi nghi vấn trong lòng Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng được dỡ bỏ, đồng thời, cũng giải thích được trước khi Bạch Khởi lấy được Thánh Huyết Đông Hoàng cũng chỉ là một thành phần của vạn vật, còn Thánh Huyết Đông Hoàng lại giúp ông ta lột xác hẳn. Vào giờ phút này, giới bên ngoài đã trở thành một mớ hỗn độn từ lâu. Trong khi Bạch Chiến Sinh người đang ở Sa Long Kinh cũng đang ngồi nói chuyện uống trà với một người chàng trai trẻ đối diện. Để thuận tiện cho công việc ở thế tục, đế vương các đã ra vốn để mua lại một trang viên ngoại ô phía tây của Long Kinh, đặc biệt cho Bạch Chiến Sinh sinh sống và sử dụng. Mặc dù bề ngoài Bạch Chiến Sinh tỏ vẻ bình tĩnh như thường, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện trên trán ông ta đã đầm đìa mồ hôi. Bởi vì người ngồi đối diện ông ta chính là thế tử của Triệu Thị, hơn nữa còn là huyết mạch hoàng tộc được Triệu Thị công nhận. Địa vị cao hơn nhiều so với Triệu Kế Hồng. Hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối không thua kém gì Triệu Kế Hồng. Hắn cũng có sức mạnh đủ để chiến đấu với CG người đã đánh đến Hoa Quốc. Nếu nhắc đến người này, những cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ gần như đều biết danh tiếng trăm trận trăm thắng của hắn, Triệu Khang.
có thể thấy được địa vị và uy thế của người này trong gia tộc Triệu Thị. Triệu Thị cũng thuộc một trong những lãnh đạo cấp cao của đế vương các, đồng thời cũng là một thế lực lớn không thể xem thường trong chín hoàng tộc lớn, Bạch Chiến Sinh cũng rất kiêng dè trước Triệu Thị. Vì vậy, khi Bạch Chiến Sinh đối diện với Triệu Khang cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Hả, Tiêu Chính Văn lại dám tát vào mặt gia tộc Triệu Thị của tôi ư? Triệu Khang vừa nói, một tia sắc lạnh lóe lên trong mắt hắn. Đúng vậy, mấy ngày trước, trưởng giáo Triệu đã bị tên họ Tiêu kia tát vào mặt, hơn nữa còn bắt phải quỳ xuống cầu xin tha thứ ở trước mặt mọi người nữa. Bạch Chiến Sinh vừa nói, vừa dậm chân đấm vào ngực mình, vẻ mặt thương tiếc thay cho Triệu Kế Hồng. Vậy sao ông không ra tay ngăn cản? Triệu Khang không để ý tới Bạch Chiến Sinh, mà lạnh lùng hỏi lại một câu. Cái này, Bạch Chiến Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, đừng nói là ông ta, cho dù là đám người Thiên Hà Đạo Quân cũng không thể tiến lên ngăn cản, huống chi là ông ta. Ông đừng quên rằng, nhà họ Triệu cũng là một phần của đế vương các, mà ông lại là người đại diện được đế vương các phái trở về thế tục, sao có thể trơ mắt nhìn nhà họ Triệu chịu nỗi nhục lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ Bạch Chiến Sinh ông chỉ ăn không ngồi rồi thôi sao? Giọng nói của Triệu Khang càng lúc càng hung tợn, trong mắt hiện lên sát khí lạnh thấu xương. Tình hình lúc đó quá phức tạp, hơn nữa, không hiểu sao lại có thêm ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng ở bên Tiêu Chính Văn, còn chuyện liên quan đến anh Triệu bị bắt phải quỳ xuống, là bởi vì tên họ Tiêu, gây tai họa ở phía đông, hết lần này đến lần khác đắc tội với đám người xe gờ. Bản thân hắn biết rõ không thắng nổi, nên mới trốn trong Tung Sơn, để anh Triệu phải gánh tai họa. Đồ vô dụng, không đợi Bạch Chiến Sinh có cơ hội nói tiếp, Triệu Khang bỗng vỗ bàn một cái, cắt ngang lời nói của Bạch Chiến Sinh. Cậu Triệu, tôi câm miệng, gọi Triệu Kế Hồng và Tiêu Chính Văn đến gặp tôi ngay lập tức, hắn đã đánh Triệu Kế Hồng như thế nào, thì bây giờ phải đánh lại cho tôi như thế đấy. Triệu Khang tức giận lớn tiếng trách mắng. Nghe thấy những lời này, Bạch Chiến Sinh hơi sững sờ, nhưng lại không khỏi cười thầm trong lòng. Mặc dù xưa nay, nhà họ Bạch và nhà họ Triệu luôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng Tiêu Chính Văn cũng đáng ghét không kém. Nhìn thấy nhà họ Triệu và Tiêu Chính Văn sắp trở mặt với nhau, ông ta đương nhiên vui mừng mong hai nhà họ có một trận chiến lớn, cả hia đánh đến thua thiệt mới vừa lòng ông ta. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng có thể nhân cơ hội này để hả giận. Đế vương các đứng ở vùng ngoài lãnh thổ hàng nghìn dặm, có ai dám làm nhục đặc phái viên của đế vương các ở ngay trước mặt mọi người chứ? Mà Tiêu Chính Văn thì giỏi rồi, từ khi ông ta trở về thế tục, Tiêu Chính Văn đã đào bao nhiêu cái hố cho ông ta. Tát vào mặt ông ta hết bên trái tới bên phải, bây giờ cũng là lúc ông ta tính hết toàn bộ món nợ này. Mà lần này, người tìm đến Tiêu Chính Văn là hậu duệ chính thống của nhà họ Triệu, hơn nữa là một nhân vật đã thành danh khắp vùng ngoài lãnh thổ. Cho dù một mình Triệu Khang không thắng nổi đám người Long Nguyệt bên cạnh Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ nhà họ Triệu cũng không thắng nổi sao? Chỉ cần Triệu Khang có chút sơ suất nào, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ phái cao thủ vào thế tục với một số lượng lớn, đến lúc đó, toàn bộ Hoa Quốc cũng sẽ bị đảo lộn. Tiêu Chính Văn có mạnh thì có thể làm gì? Tô Định Phương trong thời Lý Đường chính là một ví dụ. Chính vì chiến công xuất sắc của mình, ông ta vô tình đã đắc tội với người làm của đế vương các, cuối cùng, ngay cả nữ đế cũng không thể bảo vệ được ông ta, ở tuổi 40 ông ta đã bị giết hại dã man. Hơn nữa, dưới sự xúi dục của Khổng Thị, tất cả chiến tích của ông ta đều xóa bỏ, những chiến tích san bằng Gogoriel, chinh phục các nước phương Tây đều bị mang danh người khác. Bản thân ông ta thì trở thành kẻ trộm bị mọi người hắt hủi qua nhiều thời đại. Mà những trải nghiệm của trước đây của Tiêu Chính Văn và Tô Định Phương gần như cùng chung một nếp gấp, đều cống hiến hết mình vì Hoa Quốc, mở rộng lãnh thổ cho Hoa Quốc. Nhưng khác biệt ở chỗ, Tiêu Chính Văn không chỉ đắc tội với đế vương các, thậm chí còn sỉ nhục ông ta một đặc phái viên của đế vương các ở ngay trước công chúng thì càng đáng tội chết. Nghĩ tới đây, Bạch Chiến Sinh vội ra lệnh cho mấy tên tay sai bên cạnh mình, lập tức thông báo cho Triệu Kế Hồng và Tiêu Chính Văn, mau chóng đến nghe phán quyết. Tin tức vừa truyền đến Tung Sơn, Triệu Kế Hồng đã đắc ý ngửa mặt cười phá lên, ông ta và Triệu Khang vốn đã quen biết nhau, mà lần này, Triệu Khang lại đại diện cho nhà họ Triệu ở vùng ngoài lãnh thổ đến hỏi tội. Lần này cuối cùng ông ta đã có thể chút cơn giận rồi. Trưởng giáo, ông đây là, một người hầu bên cạnh Triệu Kế Hồng buồn bực hỏi. Hừ, thằng Tiêu Chính Văn sắp chết đến nơi rồi, mối thù lớn của con trai tôi cuối cùng cũng được báo rồi.
Triệu Kế Hồng hớn hở cười nói. Ý của ông là bây giờ sắp ra tay trừng trị Tiêu Chính Văn à? Nhưng bây giờ, suy cho cùng Tiêu Chính Văn không phải chỉ có một mình, bên cạnh anh còn có ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng, với thực lực hiện tại của Tung Sơn, vốn chẳng làm gì được Tiêu Chính Văn, nếu không thì Triệu Kế Hồng cũng không cần phải quỳ gối trước Tiêu Chính Văn rồi. Hừ, Triệu thị của Đế Vương Các đã đích thân ra mặt rồi, e rằng lần này Tiêu Chính Văn không thể dễ dàng tránh khỏi kiếp này được, cũng nên tính sổ với cậu ta rồi. Triệu Kế Hồng nói với vẻ mặt đầy đắc ý. Tên người hầu khẽ nhíu mày, Đế Vương Các, Bạch Chiến Sinh chính là đặc phái viên của Đế Vương Các, kết quả cũng chẳng làm gì được Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn tát Triệu Kế Hồng ở trước mặt ông ta, lại bắt Triệu Kế Hồng phải quỳ xuống xin tha thứ ở trước mặt mọi người, những chuyện này đều rõ rành rành trước mắt. Lỡ như Tiêu Chính Văn chịu nhượng bộ, rồi xin lỗi ông, sợ là Đế Vương Các cũng không thể làm gì được hắn, người hầu chau mày nhỏ giọng lẩm bẩm. Xin lỗi ư? Trên mặt Triệu Kế Hồng lộ ra vẻ nham hiểm nói, sao Tiêu Chính Văn có thể xin lỗi tôi được chứ? Từ những gì tôi biết về cậu ta nhất định sẽ ra tay với Triệu Khang. Chỉ cần cậu ta dám ra tay, thì thật đúng như mong muốn của tôi. Triệu Kế Hồng càng nói càng đắc ý, thậm chí ngay cả ly trà trên bàn cũng vô tình bị ông ta làm đổ. Ý ông là mong Tiêu Chính Văn ra tay, người hầu càng không hiểu ý đồ của Triệu Kế Hồng. Cho dù có thêm Triệu Khang, thì bên Triệu Kế Hồng vẫn không thể chiếm ưu thế, lấy 2 chọi 3, thậm chí là lấy 2 chọi 4, thì làm sao có cơ hội thắng chứ? Hừ, không sai, nếu cậu có thể giết Triệu Khang giống như giết Hách thì càng tốt. Nếu vậy, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ tức giận, đến lúc đó, ha ha ha. Nghe thấy những lời này, người hầu bên cạnh cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Triệu Kế Hồng. Thế lực của nhà họ Triệu, quả thật không thể nào so với Tiêu Chính Văn bây giờ. Từ khi nhà họ Triệu làm chủ vùng ngoài lãnh thổ, đã gặp phải bao nhiêu đối thủ, có bao nhiêu người muốn tống khử nhà họ Triệu ra khỏi hoàng tộc. Nhưng kết quả như thế nào? Có ai không bị tiêu diệt bởi tay của nhà họ Triệu? Đúng là bên cạnh Tiêu Chính Văn có cường giả cảnh giới nhân hoàng, nhưng cũng chỉ có 3 người mà thôi, nhà họ Triệu tùy ý chỉ tay một cái đã có thể kêu gọi không dưới 10 cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Sao Tiêu Chính Văn có thể so sánh được? Hay cho việc mượn dao giết người đấy? Vẫn là trưởng giáo thông minh, người hầu nhe răng cười nói. 2 giờ sau, các truyền thông lớn gần như phát đi tin tức cùng một lúc, Triệu Khang nhà họ Triệu ở Đế Vương Các đích thân ra mặt, yêu cầu Tiêu Chính Văn lập tức đến trang viên ngoại thành phía Tây Long Kinh quỳ xuống xin lỗi Triệu Kế Hồng. Hơn nữa còn phải quỳ trước mặt Triệu Kế Hồng để cho ông ta đánh cho đến khi Triệu Kế Hồng hài lòng mới thôi. Đọc được tin tức này, dường như cả Hoa Quốc đều chấn động, Tiêu Chính Văn có thân phận gì? Là vua Bắc Lương đấy, cũng chỉ cách vị trí thiên tử có vài bước mà thôi. Với thanh danh của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc, ai mà dám bảo anh quỳ xuống. Chứ đừng nói đến việc đánh Tiêu Chính Văn. Không chỉ là người dân Hoa Quốc bàn luận về chuyện này mà ngay cả võ tông bỗng chốc cũng chia thành 2 phe. Trong đó một phe bảo vệ Tiêu Chính Văn, ai nấy cũng đều tức giận. Họ đều biết rất rõ tại sao trước đó Tiêu Chính Văn lại đánh Triệu Kế Hồng. Thay vì nói Tiêu Chính Văn bắt nạt người Đế Vương Các chi bằng nói Triệu Kế Hồng tự chuốc lấy. Còn quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn thì là do Triệu Kế Hồng vốn dĩ muốn dùng bí cảnh Tung Sơn để hại chết Tiêu Chính Văn. Nhưng không ngờ bị Tiêu Chính Văn hại ngược lại. Mọi chuyện đều do Triệu Kế Hồng tự chuốc lấy, không thể trách Tiêu Chính Văn được. Một phe khác thì lại cực kỳ vui mừng. Từ khi Tiêu Chính Văn giết Hách, khống chế đám người Triệu Kế Hồng. Thanh danh của Tiêu Chính Văn càng được nhiều người biết đến. Bây giờ người võ tông bọn họ bị người dân ở thế tục xem thường, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng dám cười nhạo họ. Cũng may cuối cùng Đế Vương Các cũng cử cao thủ ra tính sổ với Tiêu Chính Văn, cuối cùng họ cũng có thể chút cơn giận này. Từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Long Kinh, Thiên Hà Đạo Quân và Độ Ách Chân Quân thậm chí còn đến trang viên của Bạch Chiến Sinh trước để đợi xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Dù sao hai người họ cũng bị Tiêu Chính Văn đánh trong ngày hôm đó, Đỗ Ách Chân Quân còn phải tận tay dâng bí mật bất truyền của Hằng Sơn cho Tiêu Chính Văn, sao ông ta có thể nhẫn nhịn được cơn tức này chứ? Tôi nghĩ 90% Tiêu Chính Văn không dám đến. Đỗ Ách Chân Quân vuốt râu như có điều suy nghĩ nói. Dù Tiêu Chính Văn có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng không dám công khai đối đầu với Đế Các Phương. Hừ, không đến,
Ông nghĩ cậu ta có thể trốn được sao? Người tìm đến cậu ta lần này là người nhà họ Triệu đấy, không phải cậu ta cứ tránh mặt là có thể thoát đâu. Đúng thế, Triệu Kế Hồng và Triệu Khang đều là người đời sau của nhà họ Triệu. Tôi nghe nói con trai độc nhất của Triệu Kế Hồng còn bị Tiêu Chính Văn đánh gãy chân, bây giờ đã trở thành người tàn phế, nhà họ Triệu sao mà tha cho cậu ta được. Tôi còn nghe nói lần này không chỉ có một người muốn gây chuyện với Tiêu Chính Văn, chiều hôm nay Tiêu Chính Văn vừa quay về Long Kinh chưa được mấy phút đã phải quay về Sơn Thành, 80% là bên đó cũng xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người anh một câu tôi một câu bàn tán sôi nổi, nhưng đa số đều không ưa gì Tiêu Chính Văn. Dù sao lần này cũng không giống trước đó, nhà họ Triệu đích thân tìm đến cửa, chuyện đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Đến giờ này mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn đang nghĩ cách mời người khác đến giúp nhỉ. Mời người khác, ngoài Thiên Tử có thể nói giúp cậu ta đều đã đắc tội với tất cả người võ tông, ai sẽ ra mặt thay cậu ta vào lúc này chứ? Chưa chắc, gần đây nhà họ Trương có quan hệ rất gần gũi với Tiêu Chính Văn. Chắc chắn cậu ta đang nghĩ cách kéo quan hệ với nhà họ Trương cứu cậu ta một mạng. Xí, nhà họ Trương làm gì có bản lĩnh đó, nếu mà có năng lực lớn như thế thì Trương Lăng Phong sẽ bị hủy hôn sao? Không ít người võ tông cũng bắt đầu bàn luận chuyện này. Thoáng chốc màn đêm đã kéo đến, tất cả mọi người đều ngước đầu lên chờ đợi Tiêu Chính Văn xuất hiện. Ngay cả người dân cũng đã mở TV ra đợi chương trình phát sóng trực tiếp của các phương tiện truyền thông lớn. Lần trước cảnh tượng Tiêu Chính Văn bảo Triệu Kế Hồng quỳ xuống trước mặt mọi người vì không có truyền thông can thiệp, nên họ đã bỏ qua cảnh tượng đó, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng hay ho nào. So với chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng, trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Triệu càng khiến người dân hào hứng hơn. Nhưng mãi đến lúc mặt trăng lên cao vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn đâu, thậm chí không có cả người đến báo tin, lúc này mọi người mới nhận ra một khả năng. Đó là Triệu Khang bị Tiêu Chính Văn xem thường, xem như không khí. Triệu Khang liên tục uống 8 bình nước bỗng siết chặt bóp nát tách trà, ánh mắt hiện lên sát khí. Ai dám để ông ta đợi cả một buổi chiều? Tiêu Chính Văn này quả thật ngông cuồng quá rồi đấy. Tiêu Chính Văn, cậu to gan thật. Cuối cùng Triệu Khang không kiềm chế được nữa tức giận hét lên một tiếng chấn động về hướng Sơn Thành. Không ít người đều lắc đầu cười khổ. Xem ra tiếng hét cách không gian của Triệu Khang cũng bị Tiêu Chính Văn xem như không. Thậm chí có thể nói Tiêu Chính Văn chưa từng quan tâm đến Triệu Khang. Tiêu Chính Văn, tôi cho cậu nửa tiếng phải chạy đến Long Kinh quỳ xuống xin lỗi trưởng giáo Triệu, nếu không nhà họ Tiêu sẽ không tồn tại nữa. Triệu Khang đe dọa. Ồ, muốn diệt cả nhà tôi à, mạnh miệng đấy, đêm nay gió lớn cẩn thận đầu lưỡi nhé. Giọng Tiêu Chính Văn vang lên từ Sơn Thành. Vọng ra khắp cả nước. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, đám đông vốn dĩ đã dần bình tĩnh bỗng chốc lại xôn xao. Xem ra hai bên đã dương cung bạt kiếm với nhau, lúc này cũng có thể xảy ra một trận chiến lớn. Được lắm, hay cho Tiêu Chính Văn cậu, nếu đã thế thì tôi sẽ cho cậu biết hai chữ hối hận viết thế nào. Lúc này một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng dâng lên, luồng sáng chói xoẹt qua bầu trời đêm Long Kinh. Đám người Triệu Kế Hồng cũng đuổi theo sau Triệu Khang, chân bước trên luồng sáng chói đó chạy thẳng về hướng Sơn Thành. Lúc này hầu như tất cả người Hoa Quốc đều tập trung về hướng Sơn Thành, còn Âu Lục và Phi Lục cũng chú ý đến động tĩnh bên phía Hoa Quốc này. Đó là nhà họ Triệu ngoài lãnh thổ, ngay cả hoàng tộc Hoa Quốc cũng đã biết rồi, chỉ là không biết lần này là Tiêu Chính Văn thắng hay đế vương các sẽ thắng. Ở nước ngoài cũng có không ít người bắt đầu suy đoán. Nếu đổi thành người khác thì không nghi ngờ gì là Triệu Khang chắc chắn sẽ tiêu diệt hết cả nhà đối phương, nhưng đối phương lại là Tiêu Chính Văn, mọi chuyện đều phải đặt một dấu chấm hỏi. Ngay khi mọi người còn đang suy đoán kết quả, một âm thanh cực lớn vang vọng khắp bầu trời. Một ánh trăng nhàn nhạt bay thẳng về phía bầu trời Sơn Thành. Vô số ánh sao cũng tụ lại trên bầu trời Sơn Thành, cả bầu trời đêm đều hiện lên một màu đỏ đậm đáng sợ. Thoáng chốc mây gió cuồn cuộn nổi lên, sát khí lan tràn xung quanh. Một thanh giáo dài lóe lên ánh sáng màu bạc xuất hiện trong sải bước trong không trung đi về phía Sơn Thành. Phía sau ông ta còn có mấy người Triệu Kế Hồng và Đỗ Ách Chân Quân, mọi người đều đằng đằng sát khí muốn san bằng cả Sơn Thành. Thấy mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng đều đồng loạt đánh đến Sơn Thành, rất nhiều người cũng đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn.
Nhất là nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Trương Lăng Phong nhìn về phía Sơn Thành ở đằng xa, cảm thấy lo lắng không thôi. Tiêu Chính Văn không chỉ giúp hắn một lần, cũng giúp đỡ cả nhà họ Trương. Nhưng nhà họ Trương quả thật vẫn lực bất tòng tâm khi đối mặt với các cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Chỉ thấy Triệu Khang cầm thanh kiếm dài trong tay kiêu ngạo đứng giữa bầu trời Sơn Thành nhìn chằm chằm về phía dinh thự Tiêu, mái tóc tung bay trong gió, oai phong lẫm liệt. Tiêu Chính Văn, chuyện đã đến mức này đều là do cậu tự chuốc lấy, vốn dĩ chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi, lấy lại thể diện cho nhà họ Triệu thì nhà họ Triệu đã có thể tha thứ cho cậu rồi. Nhưng cậu lại không thèm xem ai ra gì, cậu nghĩ trên thế giới này không ai có thể làm gì được cậu sao? Nói rồi thanh giáo dài trong dài Triệu Khang run lên, phát ra tiếng kêu. Sau đó sóng âm lan ra bốn phía, ngay cả Sơn Thành cũng rung chuyển dữ dội theo tiếng kêu này. Tiêu Chính Văn không nên chọc giận nhà họ Triệu, theo tôi được biết, nhà họ Triệu giành được chân truyền của Triệu Vân, chắc chắn không dễ đối phó. Năm đó Triệu Khuông giận dùng gậy thay súng nhằm che giấu mối quan hệ với Triệu Vân, nhưng dù là thế cũng là cao thủ bất khả chiến bại. Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ, cậu ta có thể biết được cái gì, còn tưởng bản thân mình vô địch à? Đúng là nực cười. Mọi người anh một câu, tôi một câu bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó thanh giáo bạc trong tay Triệu Khang rung lên, một vầng sáng màu bạc lướt trên bầu trời đêm đánh thẳng về phía dinh thự Tiêu. Đúng lúc này một thanh giáo dài màu đỏ bỗng bay ra từ trong dinh thự Tiêu. Keng, tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Hai thanh giáo đều bay ngược về lại, mọi người vây xem đều không khỏi hít khí lạnh, họ biết rất rõ về thanh kiếm dài màu đỏ đó. Lúc này sắc mặt Triệu Khang cũng thay đổi. Tiêu Chính Văn vậy mà chặn được một đòn của cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vào lúc này, dường như ngay cả không khí cũng đều ngưng động lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi động thái tiếp theo của Triệu Khang và Tiêu Chính Văn, đặc biệt Triệu Khang uy nghiêm ngất trời tuyệt đối không thể chịu thua bây giờ. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn là theo như bọn họ thấy, sở dĩ Tiêu Chính Văn DSM đối địch với những cường giả cảnh giới nhân hoàng của năm đại danh sơn, 8-9 phần là vì có 3 cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh. Nhưng bây giờ xem ra, mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng thực lực lại không thể lường được. Rất lâu sau, một bóng người mới chậm rãi đi ra khỏi dinh thự, Triệu Khang lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, híp mắt nói, chả trách cậu có chỗ dựa nên không sợ, quả nhiên có chút thực lực. Có điều, cậu cũng chỉ là cảnh giới nhân vương, thực lực chiến đấu giữa hai chúng ta chênh lệch quá lớn. Hôm nay tôi tới đây, không phải chỉ vì nhà họ Triệu. Cho dù Tiêu Chính Văn cậu có vì lý do gì đi nữa thì khinh thường đế vương các chính là tội chết. Trong khi nói, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ trong cơ thể Triệu Khang. Cùng với sự lan rộng ra của luồng khí tức đó, nhiều ngôi nhà bên dưới gần như tan tành thành đống đổ nát trong nháy mắt. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Phá Quân Thiên Uy, vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Triệu Khang, đồng thời, phong ấn chặt chẽ vùng hư không xung quanh Triệu Khang. Ngay sau đó, dẫn đầu là Long Ngao. Cùng với Long Hình và Long Nguyệt tiến lại gần Tiêu Chính Văn, chào hỏi anh, bái kiến Long Vương. Long Kinh có động tĩnh lớn như vậy, làm sao đám người Long Ngao có thể ngồi yên? Bởi vậy, vừa lúc Triệu Khang đi đến bầu trời Sơn Thành, đám người Long Ngao cũng đi theo. Triệu Khang cũng cảm nhận được vùng trời này dường như đều đang bài xích mình, hơn nữa còn phong ấn hoàn toàn khoảng không xung quanh ông ta, áp chế khí tức của ông ta. Nhưng ông ta là ai chứ? Khi ở ngoài vùng lãnh thổ, ông ta đã có tiếng tăm lừng lẫy, trải qua vô số trận sinh tử, trận chiến này sao ông ta thèm để tâm? Không tệ, ba người các người chính là hung thủ giết chết Hách đúng không? Xem ra những gì bọn họ nói đều là thật, cậu không chỉ bắt nạt trưởng giáo của Tung Sơn, bắt ông ta quỳ dưới chân cậu trước mặt mọi người, còn lừa gạt Hằng Sơn, đánh cắp trận pháp phá quân. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, hơn nữa, ba người bọn họ cũng chỉ vừa mới đột phá. Căn bản không có gì phải sợ. Triệu Khang không thèm để tâm, miệng cười nhạt, ánh mắt quét qua khuôn mặt đám người Long Ngao, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nếu người đứng trước mặt ông ta là Hận Thiên của huyết tộc, đương nhiên Triệu Khang sẽ không dám tự phụ như vậy, nhưng ba tên hậu bối này, có hợp sức lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Huống hồ,
ông ta còn đại diện cho đế vương các. Ba chữ này nặng như núi, bao la như biển và là thủ lĩnh của một thời đại. Hơn nữa, bây giờ nhân lực mà đế vương các có thể huy động không chỉ có một mình Triệu Khang, mà tất cả hoàng tộc trở về, cũng như các cao thủ cảnh giới nhân hoàng đang bảo vệ con cháu của hoàng tộc, đều có thể được gọi đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, cho dù đối mặt với hận thiên của huyết tộc, ông ta cũng có thể không gặp bất lợi gì. Lẽ nào ông chưa từng nghe câu sông Dương Tử sóng sau xô sóng trước sao? Tiêu Chính Văn thản nhiên cười, hoàn toàn không sợ hãi. Hừ, tôi không rảnh phí lời với cậu, hôm nay cậu chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là quỳ xuống xin lỗi, để trưởng giáo Triệu tát cậu cho đến khi ông ta hài lòng. Hoặc là chết. Triệu Khang nói đến đây, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sát khí bộc phát khắp người, trong phút chốc phá vỡ xiềng xích của đất trời. Trong nháy mắt, Long Ngao bị lực phản kích đánh trọng thương, phun ra một ngụm máu. Long Ngao, Long Hình vội vàng tiến lên đỡ lấy Long Ngao. Tuy rằng uy lực của phá thiên là vô biên, nhưng dù sao Long Ngao cũng chỉ mới bắt đầu lĩnh hội, sự cách biệt với Triệu Khang là vô cùng lớn, căn bản không thể phong ấn được Triệu Khang. Tiêu Chính Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, cứ như chuyện này không liên quan gì đến anh, thậm chí đến khi Long Ngao bị thương nặng, Tiêu Chính Văn vẫn luôn bình tĩnh nhìn Triệu Khang. Ngay khi Triệu Khang lại cầm lấy chiếc thương dài và đi về phía Tiêu Chính Văn, một người thanh niên trẻ tuổi cũng bước ra khỏi dinh thự. Chỉ thấy ánh mắt anh ta vô cùng lạnh lùng, sắc mặt trầm ngâm như nước, dường như có thể ép bã ra nước ngay lập tức. Võ Anh Hào đích thân đến thăm Tiêu Chính Văn từ cách xa hàng ngàn dặm, kết quả chưa kịp ngồi nóng mông đã có người chạy tới phá rối, thực sự nghĩ rằng nhà họ Võ anh ta dễ bắt nạt sao? Thực ra, anh ta sớm đã nghe nói về ân oán giữa Tiêu Chính Văn và đám người Bạch Chiến Sinh, chỉ là không ngờ rằng, những người này lại ngày càng táo tợn, từng bước bức ép Tiêu Chính Văn. Chuyện trước đây, Võ Anh Hào có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng lần này thì khác, nhà họ Triệu thậm chí còn công khai can thiệp, thậm chí còn tự xưng mình là đế vương các, nhà họ Võ anh ta không thể cứ ngồi làm ngơ nữa. Khí tức cuồn cuộn của Võ Anh Hào bốc lên và lao thẳng lên trời cao. Triệu Khang thay đổi sắc mặt, bởi vì trong luồng khí tức này, có mang theo khí tức đế vương. Ông ta cũng xuất thân từ hoàng tộc, chỉ có điều thân là con của vợ lẽ, căn bản không kế thừa được khí tức đế vương của nhà họ Triệu mà thôi. Nhưng với khí tức này, ông ta cũng không xa lạ gì, điều này có nghĩa thanh niên trẻ tuổi trước mặt có lai lịch rất lớn. Những người xung quanh cũng bị khí thế quân lâm thiên hạ của Võ Anh Hào làm cho khiếp sợ lùi lại một bước. Vẻ mặt của Triệu Kế Hồng thay đổi, quay đầu lại nhìn về phía Võ Anh Hào. Chẳng lẽ người thanh niên này cũng xuất thân từ hoàng tộc ngoài vùng lãnh thổ sao? Nghĩ đến khả năng này, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng hãi hùng khiếp vía. Tiêu Chính Văn đã đủ khó nhằn rồi, nếu anh còn cấu kết với hoàng tộc ngoài vùng lãnh thổ nữa thì bọn họ đâu còn những ngày tháng êm đềm. Cùng với ánh mắt của Võ Anh Hào nhìn về phía bọn họ, đám người Triệu Kế Hồng đột nhiên quay ngoắt, hai chân gần như mềm nhũn ra, quỳ xuống trước mặt Võ Anh Hào. Ngay cả đám người Long Ngao cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Cậu rốt cuộc là ai? Triệu Khang cầm cây thương dài trên tay chỉ vào Võ Anh Hào. Tuy rằng ông ta rất tự cao tự đại, nhưng so với hoàng thất chân chính, địa vị của ông ta quả thật không đáng là gì. Suy cho cùng, trong mỗi hoàng tộc, cuối cùng chỉ có một người có thể kế thừa khí tức đế vương. Hơn nữa, hoàng tử kế thừa khí tức đế vương tất nhiên sẽ là người cầm lái sau này. Mà với tư cách là con vợ lẽ của Triệu Khang, ông ta sẽ không bao giờ có được sự tôn vinh này. Có thể tưởng tượng rằng việc đắc tội với con trưởng, đặc biệt là hoàng tử sẽ kế thừa huyết mạch gia tộc, rất có thể dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu giữa các hoàng tộc. Mà một người con vợ lẽ, có chết thì cũng là chết thôi. Cũng giống như Chu Thụy Chân, tuy rằng ông ta cũng là người hoàng tộc, nhưng cũng chỉ là con của vợ lẽ, cho dù sống chết ra sao cũng không có ảnh hưởng gì đến nhà họ Chu. Triệu Khang, cái gan chó của ông lớn thật đấy. Dám dùng thương đao chỉ vào tôi. Võ Anh Hào khoanh tay, vừa bước ra, không chờ cho Triệu Khang kịp hoàn hồn lại đã vung tay tát vào mặt Triệu Khang một cái. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triệu Khang, trong mắt tràn đầy sát khí. Cậu rốt cuộc là ai? Ông Triệu chính là người Triệu thị của đế vương các, chẳng lẽ đế vương các chỉ có một mình nhà họ Triệu sao? Hay là đế vương các đã đổi tên thay dấu thành họ Triệu rồi, không chờ Bạch Chiến Sinh nói xong, Võ Anh Hào đã lạnh lùng ngắt lời. Cái gì?
cho dù Bạch Chiến Sinh có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra giọng điệu của Võ Anh Hào không đúng lắm. Xin hỏi, các hạ là ai? Bạch Chiến Sinh vội vàng thay đổi lời nói, chắp tay hỏi Võ Anh Hào một cách vô cùng tôn kính. Võ Thị, Võ Anh Hào, nữ đế đích truyền, họ Võ Chính Thống. Nữ đế đích truyền, họ Võ Chính Thống. Tám chữ này đã làm rung chuyển màng nhĩ của Bạch Chiến Sinh. Nhà họ Võ là sự tồn tại đặc biệt, dưới cơ sở pháp luật hàng nghìn năm của Hoa Quốc, chỉ có một vị nữ hoàng đế. Đích truyền của nữ hoàng đế, địa vị thậm chí còn không thua nhà họ Doanh. Cho dù đứng trước người có vị trí cao của đế vương các cũng có quyền nói lớn tiếng, sao có thể là người mà một nhân vật nhỏ bé như Triệu Khang có thể so sánh được. Quỳ xuống, sau tiếng hét giận dữ của Võ Anh Hào, Triệu Khang bất giác khuỵu gối và quỳ bệt xuống đất. Giờ phút này, Triệu Khang nào có còn uy phong ngang ngược như trước đây. So với Võ Anh Hào, ông ta chỉ đơn giản là một bậc tôi tớ. Thậm chí Võ Anh Hào chỉ cần nói một câu ở đế vương các, cũng có thể đưa ông ta vào đường chết. Đắc tội với Võ Anh Hào chẳng khác nào khai chiến với nhà họ Võ, ba nhà họ Triệu có gộp lại cũng không phải là đối thủ của nhà họ Võ. Võ Tam Tư là nhân vật có sức chiến đấu kinh thiên động địa, là nhân vật toàn năng ở ngoài vùng lãnh thổ, chỉ một mình anh ta thôi cũng đủ để tạo ra mối đe dọa diệt tộc cho nhà họ Triệu. Chỉ dựa vào Triệu Khang ông mà cũng dám phao tin đồn đại, để anh Tiêu quỳ gối xin lỗi. Còn muốn khiến anh Tiêu bị lũ tiểu nhân của nhà họ Triệu các ông đánh đến khi hài lòng hả dạ. Ai cho ông cái gan dám nói lời ngông cuồng như vậy? Ngay cả tôi cũng không dám ngông cuồng thất lễ như vậy. Ông là cái thá gì, chỉ là một con chó giữ nhà cho nhà họ Triệu. Một lời của tôi cũng có thể khiến ông chết không có chỗ chôn. Nhà họ Triệu các ông có tư cách và năng lực gì mà dám đại diện cho đế vương các làm sằng làm bậy trong thế giới tục. Tiếng gầm của Võ Anh Hào làm rung chuyển bầu trời, khiến Triệu Khang khiếp sợ ngã xuống đất, cả người không ngừng run lên. Võ Anh Hào lạnh lùng nhìn Triệu Khang, xoay người nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, người này tùy anh xử lý, sống hay chết chỉ do một câu nói của anh Tiêu thôi. Nói xong, Võ Anh Hào thẳng thừng ra đứng sau lưng Tiêu Chính Văn. Nhìn về phía mấy người Bạch Chiến Sinh với vẻ vô cùng uy nghiêm. Chuyện hôm nay, anh ta nhất định phải tỏ rõ thái độ của nhà họ Võ, để tránh những kẻ chán sống này phá hỏng mưu đồ của nhà họ Võ. Hơn nữa, trong giới thế tục, người có thể hỗ trợ nhà họ Võ lấy được thánh huyết Đông Hoàng, trừ Tiêu Chính Văn ra, không có người thứ hai nữa. Vì vậy, dù là khai chiến với nhà họ Triệu, Võ Anh Hào cũng không tiếc. Tiêu Chính Văn khá hứng thú cúi đầu nhìn Triệu Khang đang run lẩy bẩy. Trên mặt cười nhạt, nói, bắt Tiêu Chính Văn tôi quỳ xuống nói lời xin lỗi ư. Là người của nhà họ Triệu các người gây rắc rối trước, chứ không phải tính tình tôi vênh váo hung hăng. Còn về bạt tai lúc trước cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Tiêu Chính Văn quay đầu, chỉ vào Triệu Kế Hồng, cười nhạt, nói tiếp, ông. Lại đây, quỳ xuống. Triệu Kế Hồng bị Tiêu Chính Văn chỉ tay, lập tức bị dọa sợ đến nỗi run bần bật. Nhưng ngay trước mặt Võ Anh Hào, ông ta đâu dám không nghe theo. Chỉ đành đi tới gần Tiêu Chính Văn rồi quỳ xuống với khuôn mặt đỏ bừng. Lần trước, cảnh tượng ông ta quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ có mấy người của Võ Tông tận mắt nhìn thấy, còn lần này đang phát sóng trực tiếp nên tất cả mọi người đều thấy rõ mồn một. Giờ phút này, ngay cả người dân bình thường đang xem TV cũng rối rít vỗ tay tỏ vẻ hài lòng. Tuy trong lòng Triệu Kế Hồng rất không muốn, nhưng ngay cả Triệu Khang cũng nhượng bộ, thì ông ta còn có tư cách gì bắt Tiêu Chính Văn phải nghe lời. Cho dù mất hết thể diện, cũng tốt hơn so với bỏ mạng. Bộp, không hề có dấu hiệu báo trước, Tiêu Chính Văn vung tay tát mạnh vào mặt Triệu Kế Hồng một bạt tai. Xin lỗi ông vì cái tát hôm đó ư. Bộp bộp bộp, vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lại vung tay tát thêm ba bạt tai nữa. Ông tưởng rằng người nhà họ Triệu các ông. Lấy cờ hiệu đế vương các là có thể muốn làm gì thì làm à? Có thể cứu vãn cục diện sao? Bộp, không đợi Triệu Kế Hồng trả lời, Tiêu Chính Văn lại trở tay đánh thêm một cái, khiến Triệu Kế Hồng lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống. Là tôi muốn đánh ông trước mặt mọi người, vả vào mặt nhà họ Triệu các ông có ý kiến hả? Ngay sau đó, lại là ba bốn cái bạt tai giáng xuống mặt Triệu Kế Hồng, giờ phút này, mặt Triệu Kế Hồng đã bị đánh in hẳn năm ngón tay. Cả khuôn mặt sưng tấy. Mặc dù trong lòng hết sức căm hận, nhưng ông ta đâu dám hé răng nói nửa lời. Còn ông nữa, qua đây, quỳ xuống bên cạnh ông ta, Tiêu Chính Văn chỉ vào Đỗ Ách Chân Quân,
rồi chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh Triệu Kế Hồng. Đỗ Ách Chân Quân thấy Tiêu Chính Văn chỉ vào mình, lập tức sợ đến nỗi tái mét, tuy trong lòng ấm ức phát khóc, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bước đến, quỳ xuống bên cạnh Triệu Kế Hồng. Bộp, Tiêu Chính Văn cũng không nương tay, thẳng thừng thưởng cho Đỗ Ách Chân Quân một bạt tai vang dội. Sao thế, tát ông không phục sao? Vừa dứt lời, anh vung tay tát Đỗ Ách Chân Quân liên tiếp mấy cái như mưa. Lúc này ông ta đã ấm ức đến nỗi sắp phát điên, vốn dĩ chuyện hôm nay không liên quan gì đến ông ta, hơn nữa, Triệu Khang cũng không sai người đến thông báo với ông ta. Mà ông ta biết tin nên chủ động đuổi theo đến Long Kinh. Kết quả không ngờ rằng, cuối cùng lại chạy vội từ xa đến Sơn Thành để đưa mặt cho Tiêu Chính Văn đánh. Tôi tát bọn họ trước mặt ông có ý kiến à? Nói xong, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Khang đã sụi lơ trên mặt đất, trầm giọng hỏi. Tôi, bộp, không đợi Triệu Khang mở miệng, chuỗi bạt tai vang dội không ngừng của Tiêu Chính Văn đã giáng xuống mặt Triệu Khang. Giờ phút này, lồng ngực Triệu Khang không ngừng phập phồng lên xuống, hiển nhiên lửa giận đã ngút trời, nhưng khi ông ta thấy đôi mắt lạnh như băng của Võ Anh Hào thì không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn và cúi đầu. Không phải ông nói muốn tiêu diệt cả nhà họ Tiêu của tôi sao? Ông thử diệt cho tôi xem nào. Cứ một lát, lại thêm vô số bạt tai đánh trên mặt Triệu Khang, lúc này, thật sự trong lòng Triệu Khang đau như dao cắt. Là ông ta ra lệnh cho người báo với các hãng truyền thông lớn trong cả nước, bắt Tiêu Chính Văn đầu hàng, nhưng ngược lại, ngay trước các máy quay của hãng truyền thông, ông ta lại bị Tiêu Chính Văn đánh liên tiếp mười mấy bạt tai. Nhà họ Triệu ghê gớm lắm à? Ông tưởng với thân phận người nhà họ Triệu các ông là có thể ép buộc Tiêu Chính Văn tôi à? Không phải ông muốn giết người sao? Giết một người tôi xem nào. Giết đi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, lớn tiếng chất vấn. Giờ phút này, Triệu Khang thật sự uất ức muốn tự sát, bị một thằng nhóc vả vào mặt thì đã đành, còn bị người ta lớn tiếng mắng mỏ ngay trước mọi người, mà ông ta lại chật vật giống như một con chó, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Mọi người trong võ tông thấy cảnh này cũng cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Phải biết rằng, Tiêu Chính Văn đang đánh một cao thủ nhân hoàng đấy. Bây giờ ngay cả Triệu Khang cũng bị bàn tay vô tình của Tiêu Chính Văn chào hỏi, còn Tiêu Chính Văn thì sao? Anh chỉ là một thằng nhóc ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi. Điều khiến cho người ta dở khóc dở cười nhất là lần này khác với trước, mấy người Triệu Khang chủ động vượt ngàn dặm giơ mặt ra cho Tiêu Chính Văn đánh. Nếu như là lúc trước, mấy người Triệu Kế Hồng chỉ làm mất mặt năm đại danh sơn thì bây giờ, bọn họ đã trở thành trò cười của võ tông và là đề tài câu chuyện bàn luận của mọi người. Một lát sau, Tiêu Chính Văn mới chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, vốn dĩ tôi đang ở nhà thưởng thức trà, lại bị các ông quấy rầy mất hứng thú. Có phải các ông cũng nên xin lỗi tôi không? Anh vừa dứt lời, gần như tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả người dân bình thường trước TV cũng ngơ ngác. Mấy người Triệu Khang vốn dĩ đánh tới tận cửa là muốn gây phiền toái cho Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn tuyên bố, muốn để Triệu Kế Hồng vả vào mặt Tiêu Chính Văn, nhưng trái lại, bọn họ không chỉ bị Tiêu Chính Văn vả một trận ngược lại, mà còn phải xin lỗi anh ư. Thế này quả thực là cực kỳ ngang ngược, nhưng bất kể trong lòng mấy người Triệu Kế Hồng có không muốn đến thế nào, bọn họ dám phản kháng sao? Không dám, nhất là Triệu Khang, đối mặt với Võ Anh Hào. Ông ta chẳng qua chỉ là câu chuyện cười mà thôi. Với thân phận và địa vị của ông ta, làm gì có tư cách ra oai trước mặt Võ Anh Hào. Vốn dĩ tới đây để rửa nỗi nhục lần trước cho nhà họ Triệu, nhưng nào ngờ lại khiến nhà họ Triệu lần nữa chuốc lấy nhục nhã. Các người điếc sao, Võ Anh Hào lạnh giọng chất vấn. Cơ thể Triệu Khang không kiềm được mà run lên, vội vàng quỳ bò tới hai bước, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, đều do tôi có mắt như mù. Mong cậu nương tay. Cậu Tiêu, đều là lỗi của chúng tôi, thật lòng xin lỗi. Xin cậu hãy xem chúng tôi như một cái rắm, thả đi đi. Vẻ mặt mấy người Triệu Khang như đưa đám, rối rít mở miệng cầu xin tha thứ. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay và luôn, dù thêm một giây nữa cũng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Võ Anh Hào bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Triệu Khang, chuyện hôm nay. Nếu như theo với tính cách của anh ta thì mấy người Triệu Khang đừng hòng sống sót. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chỉ trừng phạt nho nhỏ, chỉ từ một điểm này, đã đủ thấy được lòng dạ Tiêu Chính Văn rộng lớn biết bao. Dẫu sao Triệu Khang cũng đã định tiêu diệt cả gia tộc của Tiêu Chính Văn,
cho dù đối phương không thành công, nhưng theo như quy tắc của vùng ngoài lãnh thổ, cũng tuyệt đối không thể để lại tai họa sau này. Thấy Tiêu Chính Văn hoàn toàn không so đo với bọn họ, lúc này Võ Anh Hào mới lên tiếng nói, còn không mau cảm ơn anh Tiêu bàn ơn không giết. Cái gì, ánh mắt mấy người Triệu Kế Hồng đều ngây dại, bị Tiêu Chính Văn bạt tai một trận, còn phải cảm ơn nữa sao? Cảm ơn cậu Tiêu bàn ơn không giết. Triệu Khang là người đầu tiên mở miệng nói. Triệu Kế Hồng và mấy người Đỗ Ách Chân Quân cũng chỉ đành làm theo, đồng thanh nói cảm ơn Tiêu Chính Văn. Cậu chủ Võ, chúng tôi đã làm theo ý của cậu xem chúng tôi. Lúc này Triệu Khang không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa. Nhà họ Triệu đã quá mất mặt rồi, lỡ như Võ Anh Hào lại vẽ thêm chuyện gì nữa thì ông ta phải giải thích thế nào với nhà họ Triệu đây. Hy vọng các người hãy coi đây là giới hạn, nếu còn có lần sau thì không phải chỉ đơn giản là bị bạt tai như vậy đâu. Cho dù anh Tiêu không giết các người thì đế vương các chúng tôi cũng tuyệt đối không dung tha. Mấy người Triệu Khang thật sự uất ức tới cực điểm, đã bị đánh, cũng nói xin lỗi rồi, hơn nữa còn nói cảm ơn Tiêu Chính Văn. Quay đầu lại còn phải bị Võ Anh Hào lấy tính mạng ra uy hiếp, còn có chuyện nào vô lý hơn thế này sao? Vâng vâng vâng, chúng tôi ghi nhớ rồi, sau này tuyệt đối không dám làm khó cậu Tiêu nữa. Không sai, sau này chúng tôi nhất định coi cậu Tiêu như người dẫn đầu, sai đâu đánh đó. Mấy người Triệu Khang rối rít cảm ơn Tiêu Chính Văn, giống như được Tiêu Chính Văn ban ngàn ơn huệ. Thấy cảnh này, toàn bộ người Hoa Quốc đều ngơ ngác. Ngay cả nhà họ Triệu cũng chấp nhận việc Triệu Khang cúi đầu trước Tiêu Chính Văn rồi ư. Đó là một trong 9 hoàng tộc lớn của đế vương các đấy. So với đám người trong thế tục, cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ càng khiến cho người ta kinh ngạc tột độ. Mặc dù đế vương các đã suy yếu rồi, thế nhưng dẫu sao thì đế vương các vẫn có sức ảnh hưởng ở vùng ngoài lãnh thổ, mãi tới bây giờ cũng không có thế lực phương nào có thể thay thế được đế vương các. Dù là ông Bạch hay là Triệu Khang thì đều đại diện cho sự tồn tại của đế vương các, bây giờ hai người họ lại cùng cúi đầu quy phục trước Tiêu Chính Văn, việc này nói lên điều gì? Lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự có lai lịch đáng gờm gì sao? Nếu như ngay cả người của đế vương các cũng ngoan ngoãn tuân theo Tiêu Chính Văn, ai còn có thể nhổ được cái đinh này lên cơ chứ? Lúc này, không ít thế gia trở về từ vùng ngoài lãnh thổ đều đồng loạt cảm thán. Nếu như trước đây Tiêu Chính Văn mới chỉ xưng bá ở trong thế tục thì cục diện bây giờ đã nói lên rằng ngay cả những thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ cũng phải bó tay bất lực trước Tiêu Chính Văn. Mối thù giữa vùng ngoài lãnh thổ và Tiêu Chính Văn đã có từ lâu, thế lực các phương đều ôm hy vọng, chỉ cần mấy thiên tài kia trở về Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Thế nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả đế vương các cũng lộ diện rồi, Tiêu Chính Văn không những chưa chết mà ngược lại người của đế vương các còn phải chịu tổn thất rất lớn. Lúc này, mấy người Triệu Kế Hồng sau khi thề thốt đủ điều mới được Tiêu Chính Văn thả đi. Bạch Chiến Sinh nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hết sức phức tạp. Từ lúc ông ta trở về thế tục tới nay đã bị Tiêu Chính Văn chèn ép không ít, mà lần này ông ta mới bừng tỉnh ngộ, ông ta vĩnh viễn chẳng thể động được tới một nhân vật ở đẳng cấp như Tiêu Chính Văn. Những lời Võ Anh Hào vừa nói đã có thể đại diện cho thái độ của nhà họ Võ, nếu đem ra so sánh, nhà họ Triệu của Triệu Kế Hồng và Triệu Khang có là cái gì đâu. Thà đắc tội với nhà họ Triệu chứ tuyệt đối không thể đắc tội với Tiêu Chính Văn và nhà họ Võ đứng sau lưng anh. Nghĩ tới đây. Bạch Chiến Sinh không kịp nghĩ gì nhiều đã đích thân chuẩn bị 2 phần quà lớn, một phần tặng cho thiên tử để biểu thị tự tôn trọng của bản thân dành cho thiên tử. Một phần khác, Bạch Chiến Sinh lại đích thân mang tới chỗ Tần Vũ. Thấy Bạch Chiến Sinh ôm quà lớn tới, Tần Vũ ít nhiều cũng thấy hơi bất ngờ. Cậu Tần, trước đây giữa chúng ta từng xảy ra vài chuyện không vui là thật, có điều đó đều là hiểu nhầm, cậu tuyệt đối đừng để tâm tới, đế vương các chúng tôi vẫn luôn đứng về phía Hoa Quốc. Vừa nói, Bạch Chiến Sinh vừa chắp tay vái lại Tần Vũ. Hành động này của ông ta càng khiến cho Tần Vũ không thể hiểu nổi, dù gì Bạch Chiến Sinh cũng là đại diện của đế vương các, bây giờ lại hành lễ lớn như vậy với anh ta, hơn nữa còn đích thân tới nhận tội, đây là chuyện mà trước giờ ngay cả nghĩ Tần Vũ cũng không dám nghĩ tới. Đừng nói là bảo một thế lực lớn nào đấy ở vùng ngoài lãnh thổ đền tội, dù là người trong võ tông thì cũng chưa từng cúi đầu trước người của giới chính trị. Với con mắt của Tần Vũ thì vừa nhìn đã nhận ra được manh mối bên trong. Ông Bạch, thật ra trước đây tôi từng nói với ông cậu Tiêu không hề dễ đối phó, sớm biết có ngày hôm nay thì sao còn làm như thế.
mặc dù thông tin mấy người Triệu Khang quỳ gối cầu xin Tiêu Chính Văn vẫn chưa lan truyền ra bên ngoài, thế nhưng Tần Vũ thì đã đoán ra một số nội tình bên trong rồi. Dù gì từ lúc Bạch Chiến Sinh tới Thế Tục cũng chưa từng coi giới chính trị ra gì, đừng nói là vái lại Tần Vũ anh ta, ngay cả Thiên Tử cũng hoàn toàn chẳng buồn để vào mắt. Hôm nay còn đặc biệt tới nhận tội với anh ta, điều này nói lên rằng đối phương nhất định đã chịu thua thiệt rất lớn trong tay Tiêu Chính Văn. Tần Vũ cũng không hề đắc ý, dù gì đây cũng là nhân vật đại diện của Đế Vương Các, hơn nữa còn là người đại diện phát ngôn duy nhất mà Đế Vương Các cử tới Thế Tục. Có địa vị rất cao bên trong cả võ tông. Cậu Tần, trước đây đều là do tôi có mắt như mù, không biết cách nhìn người. Mặt Bạch Chiến Sinh đỏ bừng lên tiếng. Dù gì ông ta cũng sống gần nghìn năm, kết quả cuối cùng lại đúng như lời cảnh cáo khi trước của Tần Vũ, bị Tiêu Chính Văn giày vò cho gần chết, bây giờ ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Ông Bạch, biết sai mà sửa là chuyện tốt, sau này tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm giống như vậy nữa. Nếu không thì e rằng ngay cả cơ hội nhận sai cũng chẳng có nữa đâu. Tần Vũ cố nhịn cười, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Bạch Chiến Sinh nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười, nói, đương nhiên rồi, sau này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời chỉ bảo của cậu Tần. Chưa nói tới việc trước đây Bạch Chiến Sinh chịu tổn thất bao nhiêu ở chỗ Tiêu Chính Văn, chỉ riêng lần này cũng suýt thì mất mạng rồi, chỉ dựa vào điểm này. Bạch Chiến Sinh tuyệt đối không dám tùy tiện khiêu chiến với Tiêu Chính Văn nữa. Huống hồ gì thế lực của nhà họ Võ cực lớn, xếp vào top 3 trong số những hoàng tộc ở vùng ngoài lãnh thổ, trong Đế Vương Các càng có tiếng nói hết sức quan trọng. Thế ra như vậy, dù là Bạch Khởi cũng không dám tùy tiện đắc tội, huống hồ ông ta chỉ là một thành viên trong số rất nhiều người thân của Bạch Khởi mà thôi, nào có gan gây tai họa cho nhà họ Bạch. Mà một bên khác, Triệu Khang bị Võ Anh Hào cưỡng ép ở lại, lúc này đang đứng bên cạnh với sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Võ Anh Hào một cái cũng không có nốt. Dẫu sao thì địa vị cũng phơi bày ra ra đó, một ngón chân của Võ Anh Hào cũng đáng tiền hơn nhiều so với ông ta, đối với tất cả những yêu cầu của Võ Anh Hào, ngay cả một chữ ông ta cũng không dám nói ra. Đứng dậy đi, Võ Anh Hào bình thản ra lệnh. Nghe thấy lời này, Triệu Khang mới như bừng tỉnh. Đứng dậy từ trên mặt đất. Mấy người Long Ngao đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Không ngờ Võ Anh Hào này lại có năng lực lớn tới thế, trước đây bọn họ còn lo lắng cho Tiêu Chính Văn, thế nhưng bây giờ xem ra rõ ràng những lo lắng trước đây của họ đều là dư thừa. Chỉ riêng Võ Anh Hào thôi cũng có thể ép cho cả Triệu Thị không ngóc đầu lên nổi. Sau khi Triệu Khang đứng dậy cũng hết sức ngoan ngoãn rót trà bê nước cho Võ Anh Hào. Biểu hiện cực kỳ cung kính và niềm nở. Phải biết rằng Triệu Khang là một cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, mà Võ Anh Hào thì sao? Chỉ là một nhân vương cấp 5 mà thôi. Với thân phận của nhà họ Triệu mấy người thì tuyệt đối sẽ không tự mình làm chủ chạy tới đối phó với anh Tiêu, nói đi, ai phái ông tới, nhà họ Triệu lại đang có chủ ý gì? Nếu như khiến tôi hài lòng thì có thể ông còn giữ lại được một con đường sống. Nếu không hôm nay dù anh Tiêu tha cho ông tội chết thì ông cũng không qua nổi ải của tôi đâu. Võ Anh Hào lạnh lùng nhìn về phía Triệu Khang uy hiếp. Dù gì nhà họ Triệu cũng là hoàng tộc ở vùng ngoài lãnh thổ, hoàn toàn không giống với những thế gia thông thường, không có chỉ thị của lãnh đạo cấp cao thì bất cứ thành viên gia tộc nào cũng không được tùy ý ra bất cứ quyết định gì, nếu không sẽ chẳng khác gì phản bội lại gia tộc mình. Nhà họ Triệu cũng không ngoại lệ. Tiêu Chính Văn nghe xong cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía Triệu Khang bên cạnh. Cái này, thật ra chuyện này không chỉ là quyết định của nhà họ Triệu mà còn có liên quan hết sức mật thiết tới một số thế lực ở vùng ngoài vũ trụ nữa, Triệu Khang cúi đầu cẩn trọng nói. Cái gì, thế lực vùng ngoài vũ trụ, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu chặt mày, quay phát đầu nhìn về phía Triệu Khang. Vùng ngoài vũ trụ hoàn toàn khác biệt so với vùng ngoài lãnh thổ, những người đó đều không thuộc về địa cầu. Bên trong Thiên Sơn Thư Lục, ghi chép về vùng ngoài vũ trụ cũng hết sức có hạn, thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, vùng ngoài vũ trụ đã nhòm ngó tới địa cầu từ rất lâu rồi. Ít nhất từ niên đại có Thiên Sơn Thư Lục thì đã có không ít truyền thuyết có liên quan tới văn minh ở vùng ngoài vũ trụ. Anh Tiêu, có lẽ anh vẫn chưa biết, trên địa cầu của chúng ta căn bản không có dân tộc Zuda, khởi nguồn của bọn họ cũng không giống như thế giới ngoài kia vẫn thường hay nói. Thật ra bọn họ chính là trung gian mà nền văn minh vùng ngoài vũ trụ phái tới, hơn nữa mấy nghìn năm nay, tất cả tin tình báo về địa cầu chúng ta đều do bọn họ truyền về vùng ngoài vũ trụ.
Trước mắt, chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ hết sức khốc liệt, không chỉ có nhà họ Triệu chúng tôi xây dựng mối quan hệ với vùng ngoài vũ trụ mà thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng bắt đầu âm thầm qua lại với vùng ngoài vũ trụ rồi. Võ Anh Hào nghe tới đây thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng dị thường. Phá hỏng thế tục, cướp đoạt di tích Long tộc, đây chỉ có thể coi là nội chiến, mà cấu kết với vùng ngoài vũ trụ thì tính chất đã hoàn toàn khác rồi. Thế lực các phương ở vùng ngoài vũ trụ liên thủ tiến công vào địa cầu, thật ra cũng chính là vì di tích Long tộc, thế nhưng chính bởi vì như vậy mà bí mật của Long tộc mới càng không thể để cho mấy kẻ địch ngoài này hay biết. Hành vi của nhà họ Triệu chẳng khác nào phản bội lại toàn nhân loại. Khốn nạn, Võ Anh Hào vừa nói vừa thẳng tay giáng một cái tát lên trên mặt Triệu Khang. Triệu Khang ăn một cái tát đau điếng, vội vàng ôm lấy một bên má bị đánh cho sưng húp, vội vàng nói cậu chủ Võ, xin bớt giận. Xin cậu bớt giận, theo như tôi biết, thế lực vùng ngoài vũ trụ đã cử người xâm nhập vào thế tục rồi, hơn nữa còn đang trên đường tới nhà họ Khổng. Cái gì, nghe thấy tin tức này, ngay cả Khổng Vạn Thắng cũng sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù nhà họ Khổng đã có liên hệ với vùng ngoài vũ trụ từ lâu, thế nhưng đối phương là địch hay là bạn thì vẫn còn rất khó nói. Lỡ như, nghĩ tới đây, Khổng Vạn Thắng nào còn dám dây dưa thêm nữa, lập tức biến thành một tia sáng lao thẳng về phía nhà họ Khổng. Sau khi người nhà họ Khổng đi khỏi, Võ Anh Hào hỏi tiếp, ý ông là người ngoài vũ trụ cử cao thủ đến thế tục rồi sao? Đúng thế, giống mấy ngàn năm trước nhưng lần này đối phương chỉ phái một thanh niên đến. Chính là vì suy xét đến khả năng cậu Tiêu sẽ làm hỏng kế hoạch của đối phương nên mới bảo tôi đến, nói đến đây Triệu Khang nào dám nói tiếp nữa, vội cúi thấp đầu xuống. Mấy ngàn năm trước, ngoài vũ trụ cũng từng cử cao thủ đến thế tục, chỉ là lúc đó Đế Tuấn vừa qua đời, thiên hạ xảy ra loạn lạc. Thế nên dù bên phía Hoa Quốc đã biết được tin tức này nhưng cũng không làm gì được. Từ đó về sau tộc Du Gia mới bắt đầu bén rễ trên trái đất. Từ khi bắt đầu tộc người này đã mang theo sứ mệnh tìm di tích Long tộc, và dám giết hết những ai dám đến gần di tích Long tộc. Thế nên mấy ngàn năm nay, mặc dù cũng từng xuất hiện mười mấy người được Long tộc công nhận và đã lấy được tim rồng nhưng cuối cùng vẫn bị ám sát. Cho đến hôm nay, tất cả những âm mưu này đã từng bước được phanh phui. Nhưng còn các thế lực ở ngoài vũ trụ hiện tại lại có âm mưu gì thì ngay cả nhà họ Triệu và nhà họ Khổng cũng không biết. Bởi vì từ sau lần hành động xông vào di tích Long tộc thất bại vào mấy ngàn năm trước, ngoài vũ trụ đã không còn tin tưởng người ở trái đất nữa. Hơn nữa năm đó người kế nhiệm của Đế Tuấn Hiên Viên Hoàng đế cũng từng điều tra điều chuyện này, nhưng chỉ điều tra được một nửa đã bị buộc dừng lại. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế có uy danh lớn thế nào, nhưng cũng không dám tiếp tục điều tra, đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thậm chí năm đó Hiên Viên Hoàng đế không kịp ra lệnh đuổi giết tộc Du Gia thì đột nhiên bị nổ chết, rốt cuộc đằng sau chuyện này còn có bao nhiêu bí mật mà người khác không rõ, không ai dám suy đoán. Nhưng có một chuyện cậu có thể sẽ có hứng thú, Triệu Khang ngẩng đầu lên nhìn Võ Anh Hào nói. Nói đi, Võ Anh Hào nói. Sáng hôm qua có người phát hiện Tư Mã Vũ của nhà họ Tư Mã chết thảm ở cửa sông Vị Hà. Nghe thế ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy có hứng thú với chuyện này, xem ra lần này nhà họ Tư Mã không phải không phái người đến mà lại bị ai đó giết hại dọc đường. Xét về một đòn tấn công mà Tư Mã Lôi giết một đám cao thủ cường giả cảnh giới nhân hoàng ở Mỹ lục đó thì cho thấy thực lực của nhà họ Tư Mã cực kỳ siêu phàm. Người như thế mà cũng bị người ta giết hại nửa đường, vậy thì thực lực của đối phương phải khủng khiếp đến cỡ nào mới làm được như vậy? Theo tôi được biết, Tư Mã Vũ bị ai đó giết chết chỉ với một đòn tấn công, nhưng đến giờ nhà họ Tư Mã vẫn còn đang điều tra hung thủ, thế nên khoảng thời gian này mới tìm cậu Tiêu để trả thù. Triệu Khang rất nghiêm túc nói. Hơn nữa Tư Mã Vũ là cao thủ sắp đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 2, trong thế hệ trẻ nhà họ Tư Mã cũng được xem là đối tượng trọng tâm cần bồi dưỡng. Người giết hắn không thể nào đuổi từ ngoài lãnh thổ đến thế tục được. Dù sao các thế lực ở ngoài lãnh thổ đều đang bận đối phó với cuộc tấn công của ngoài vũ trụ với trái đất, hoàn toàn không thể phân thân. Nói cách khác người có thể giết hắn chỉ có thể là cao thủ ngoài vũ trụ lẻn vào trái đất. Võ Anh Hào híp mắt cẩn thận đánh giá Triệu Khang, như thể muốn nhìn ra vẻ kỳ lạ trong biểu cảm của ông ta, nhưng cuối cùng Võ Anh Hào cũng chỉ đành khẽ thở dài. Xem ra những gì Triệu Khang nói là thật, bây giờ đối phương đã bắt đầu ra tay trong tối.
chỉ là họ không biết nhiều tình hình thực tế ngoài lãnh thổ nên mới giết nhầm người. Với cảnh giới của Tư Mã Vũ, vào mấy ngàn năm trước có lẽ không là gì, nhưng bây giờ ở thế tục chắc chắn là cao giống trần nhà, dù võ anh hào muốn đưa hắn vào chỗ chết cũng khó như lên trời. Anh nghĩ thế nào? Tiêu Chính Văn quay sang nhìn võ anh hào nói. Không cần nói, chắc chắn là do người ngoài vũ trụ làm, mặc dù Tư Mã Vũ không phải là nhân vật tầm cỡ thành danh đã lâu gì đó, nhưng đó cũng là cao thủ sắp bước vào cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Đừng nói thế tục không có cao thủ như thế, dù là tôi cũng không thể làm gì được hắn, chứ đừng nói là chém chết. Còn một chuyện nữa, có thể mọi người cũng sẽ có hứng thú, hậu duệ của nhà họ Khổng Khổng Tề Thiên đã quay về thế tục rồi, hơn nữa ngay trong tối ông ta quay về, đã có vài cao thủ cảnh giới nhân hoàng liên tiếp bị giết. Hơn nữa những người này đa số đều là người thừa kế tương lai của gia tộc nào đó, nói cách khác con cháu mấy gia tộc đó đều bị giết hại cùng một lúc. Triệu Khang nhíu mày nói. Nghe thế Long Hình không khỏi nhíu mày, thủ đoạn này cứ như đang liều mạng với mấy gia tộc Tiêu Chính Văn tiêu diệt ở Phi Lục. Khổng Tề Thiên, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Đến cái tên của người này đã phạm vào điều đại kỵ, hai chữ Tề Thiên không thể tùy tiện gọi được. Nhưng hễ những ai đến gần hai chữ này đều không có kết cục tốt. Nghe nói năm đó Tề Thiên Đại Thánh cũng bị ai đó giả danh trên đường đi lấy kinh, còn Tề Thiên Đại Thánh thật đã biến thành cho từ lâu rồi. 800 năm trước, người này được gọi là cao thủ nổi danh khắp nơi, thậm chí trong vài trăm năm chưa từng xuất hiện bất kỳ ai có thể sánh ngang với nhân vật thiên tài này. So với mấy người Tư Mã Lôi, có lẽ người này đáng sợ hơn, trong lịch sử dài đằng đẵng mấy ngàn năm của ngoài lãnh thổ, chưa từng có ai có thể đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trong vòng 100 năm cả. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 5, người này lại đột nhiên biến mất, mấy ngàn năm sau khi ông ta xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa thì đã quay lại cảnh giới chiến thần rồi. Sau đó trong 300 năm ông ta thỉnh thoảng sẽ biến mất, mỗi lần như thế tu vi đều giảm xuống, sau đó qua thêm một thời gian ngắn nữa lại đột phá đến cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Thế nên ngoài lãnh thổ đều xem đây là một truyền kỳ. Đúng thế, người này quả thật là yêu quái. Mặc dù hiện giờ ông ta vẫn còn đang ở cảnh giới bán bộ nhân hoàng, nhưng đã có thể tùy ý chém chết vài cao thủ cảnh giới nhân hoàng rồi. Dù sao ông ta cũng đã đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 5 nhiều lần, hiểu rõ cao thủ cảnh giới nhân hoàng như lòng bàn tay, thậm chí có người còn đồn rằng, ông ta có thể giết chết bất kỳ một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 nào khi đang ở cảnh giới chủ soái. Triệu Khang nhíu mày nói. Đừng thấy bản thân anh ta cũng là cảnh giới nhân hoàng, nhưng bảo anh ta lùi về cảnh giới chiến thần, đừng nói là giết cao thủ cảnh giới nhân hoàng, dù có đối mặt với cảnh giới thiên vương, anh ta cũng lực bất tòng tâm. Có thể nói cách làm của Khổng Tề Thiên là đang đột phá cực hạn của bản thân, cũng đang tìm kiếm cảnh giới quy chân giống Tiêu Chính Văn. Nhưng hai chữ quy chân này nói thì dễ, muốn lĩnh hội hay muốn cảm nhận được nó thật thì làm có dễ như nói. Tôi lại nghĩ Khổng Tề Thiên đang đợi thánh huyết của Đế Tuấn, võ anh hào bỗng trầm giọng nói. Mặc dù anh ta cũng lần đầu tiên tham gia tranh giành thánh huyết, không biết thánh huyết có ý nghĩa gì với một võ tu, nhưng cả giới võ thuật đều rất muốn có thánh huyết của Đế Tuấn, chứng tỏ sự quý giá của thánh huyết. Ngay trong đêm đó, tin tức này truyền ra ngoài rất nhanh, không lâu sau đã truyền khắp võ tông, không ít người đều đang khí thế bừng bừng bàn tán xem liệu rằng sau khi Khổng Tề Thiên quay về thế tục có nhằm vào Tiêu Chính Văn vì mấy ân oán trước kia không. Dù sao lúc đầu nhà họ Khổng đã có mối thù với Tiêu Chính Văn từ rất sớm, oán hận tích lại cũng nhiều, Tiêu Chính Văn vừa đánh bại mấy người Triệu Kế Hồng, người nhà họ Khổng bèn quay về thế tục, điều này khó khiến cho người khác không nghĩ đến đủ thứ ân oán giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Khổng. Tối hôm đó, Võ Anh Hào cũng nhận được thư của nhà họ Võ, sau khi đọc xong nội dung bên trong, Võ Anh Tuấn lại đanh mặt lại. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn thấy mặt Võ Anh Hào đanh lại, nhíu mày hỏi. Nhà họ Võ nghe ngóng được, Khổng Tề Thiên vừa quay về thế tục đã có mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 đích thân đi đón ông ta rồi, hơn nữa còn đón thẳng đến thế tục từ ngoài lãnh thổ. Gì cơ, đón thẳng đến thế tục từ ngoài lãnh thổ? Thế chẳng phải đồng nghĩa với việc có mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 quay về cùng với Khổng Tề Thiên sao? Nhân hoàng cấp 1 thì không có áp lực gì với Tiêu Chính Văn, nhưng ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hơi kiêng rẻ nhân hoàng cấp 2. Kém một cảnh giới lớn, dù Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được quy chân,
cuối cùng vẫn phải chiến đấu, bước nhảy vọt quá lớn, áp lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Không ít các môn phái võ tông trong thế tục sau khi biết được tin tức này đã lập tức chạy đến nhà họ Khổng chúc mừng Khổng Tề Thiên. Có lẽ người một chiêu giết chết Tư Mã Vũ chính là Khổng Tề Thiên, Võ Anh Hào bỗng lạnh lùng nói. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Võ Anh Hào mới nói tiếp, hết 80% kẻ này đến vì anh Tiêu. Suy cho cùng, danh tiếng của Tiêu Chính Văn trong mấy ngày gần đây cũng khá nổi trội, ngay cả các đại diện của đế vương các cũng chịu nhiều thiệt trong tay Tiêu Chính Văn, khó trách Võ Anh Hào sẽ liên tưởng Khổng Tề Thiên với Tiêu Chính Văn. Theo tôi thấy thì chưa chắc bọn họ tới vì anh Tiêu đâu, Triệu Khang thận trọng nói. Thật ra thánh huyết của đế tuấn cũng là điều mà các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ quan tâm. Lần này nhà họ Khổng phái Khổng Tề Thiên đến cũng có thể là vì thánh huyết của đế tuấn. Giây phút này, những người trong võ tông từng thua dưới tay Tiêu Chính Văn đều kích động một cách bất thường. Vốn dĩ không ít người trong số bọn họ cũng dần cúi đầu trước Tiêu Chính Văn, hơn nữa, một số người cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía anh. Dù sao chăng nữa, cho dù xuất thân từ năm đại danh sơn, hay thế tử gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, bất kỳ ai so sánh với Tiêu Chính Văn cũng chẳng khác gì đom đóm so sánh với mặt trời. Trước mặt Tiêu Chính Văn, cảm giác vượt trội hơn người bẩm sinh của bọn họ vốn chẳng hề tồn tại. Ngay cả thiên tài trăm năm khó gặp như Hứa Văn Long cũng chẳng là cái gì khi đứng trước Tiêu Chính Văn. Mà sự xuất hiện của Khổng Tề Thiên lại khiến cho cõi lòng đã tràn đầy tuyệt vọng của bọn họ bỗng dấy lên ngọn lửa hy vọng le lói. Hừ, mặc kệ Tiêu Chính Văn mày trước đây ngạo mạn thế nào, thì hôm nay những tháng ngày yên lành đẹp đẽ đó cũng phải chấm dứt. Ha ha, từ xưa đến nay có bao nhiêu là nhân tài dị sĩ, nào có ai dám phá vỡ quy củ ngàn năm. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn luôn ỷ thực lực mình không tầm thường mà coi chúng ta không ra gì. Nay cậu Khổng đã trở về, không biết thằng nhãi Tiêu Chính Văn kia sẽ có cảm tưởng gì, e là ngay cả cơ hội để nhượng bộ và nhận tội, hắn cũng sẽ không có được. Đúng là sự giác ngộ của Tiêu Chính Văn cực kỳ cao, nhưng so với cậu Khổng thì vẫn còn kém nhiều lắm, dù có 10 Tiêu Chính Văn cũng không có khả năng đánh giết cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Không ít người võ tông lén lút bàn ra tán vào. Mấy người cũng đừng vội vui mừng sớm, mấy chuyện như này cũng chẳng phải mới lần một lần hai, Acelo rồi Triệu Kế Hồng đấy thôi. Cuối cùng đều phải ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chính Văn còn gì. Vì vậy, cho dù Khổng Tề Thiên có nhằm vào Tiêu Chính Văn hay không thì Thiên Sơn chúng ta, hoặc ít nhất là đệ tử của Sở Hồng Thiên tôi đều phải tránh chỗ thị phi này ra. Sở Hồng Thiên là một trong những người sáng suốt nhất võ tông. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hơn nữa, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể bồi dưỡng được cao thủ cảnh giới nhân hoàng, vậy thực lực của bản thân Tiêu Chính Văn thì sao? Sở Hồng Thiên còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình nghe đến ba chữ Tiêu Chính Văn, anh chỉ là một kẻ nhỏ bé cảnh giới nhân vương cấp 1. Đến nay thời gian mới chưa bao lâu, Tiêu Chính Văn đã đột phá đến cảnh giới nhân vương cấp 5. Chỉ cần một điểm này thôi cũng đủ để nói tiềm lực của Tiêu Chính Văn không hề kém cạnh Khổng Tề Thiên. Thậm chí có thể nói, một khi Tiêu Chính Văn và Khổng Tề Thiên giao đấu thì không khác gì thần tiên đánh nhau, còn những người phàm giống như ông ta, chỉ cần dính dáng vào dù chỉ một chút xíu cũng có thể bị xé nát bấy. Sư phụ, chẳng lẽ người cũng bị thằng nhãi Tiêu Chính Văn kia dọa sợ sao? Một gã đệ tử đứng bên cạnh lấy hết can đảm, tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi. Sở Hồng Thiên liếc nhìn gã, lạnh lùng đáp, con thì biết cái gì. Giữa cảnh giới nhân vương và cảnh giới nhân hoàng sâu như rãnh trời vậy, thế mà Tiêu Chính Văn một người chỉ mới đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 5 lại có thể đào tạo được 3 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, điều này chứng tỏ gì? Điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn nắm rõ về cảnh giới nhân hoàng thế nào, thậm chí còn có thể chỉ dạy người khác đột phá rãnh trời này. Đã thế thì rãnh trời này còn là cái gì với cậu ta nữa đâu? Nhưng vì sao cậu ta luôn dừng ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà không đột phá lên thêm? Theo sư phụ được biết, muốn lấy được thánh huyết của đế tuấn, cảnh giới cũng là một trong những yếu tố mấu chốt, một khi đạt đến cảnh giới nhân hoàng, hoặc tu vi cao hơn cảnh giới nhân vương cấp 5 thì sẽ mất đi cơ hội đạt được thánh huyết của đế tuấn, vĩnh viễn. Mọi việc chưa đến phút cuối cùng, tuyệt đối đừng nên chọn phe một cách tùy tiện, Thiên Sơn đã không còn chịu đựng nổi những cơn cuồng phong bão tố. Sở Hồng Thiên thở dài, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, lắc đầu. Lúc vừa quay về thế tục, ông ta đương nhiên cũng là người đầy hoài bão. Nhưng hôm nay thì sao?
chỉ có thể trở thành một hạt cát trong cả thế giới huy hoàng này mà thôi. Nghe xong lời của Sở Hồng Thiên, đám đệ tử Thiên Sơn cũng rối rít cúi đầu. Sở Hồng Thiên nói không sai, nếu Tiêu Chính Văn có thể chỉ dạy cho người khác đột phá đến cảnh giới nhân hoàng, thì cảnh giới đó đối với Tiêu Chính Văn là cái thá gì cơ chứ? Khổng Tề Thiên thì sao? Ông ta và Tiêu Chính Văn chưa từng giao đấu, chưa phân thắng bại, kết quả nếu như đúng theo lời Sở Hồng Thiên nói, vẫn chưa biết được ai chết dưới tay ai đâu, lỡ như chọn phe sai thì đó sẽ là tai họa ập đầu đối với Thiên Sơn. Cùng lúc đó, mấy người Triệu Kế Hồng cũng thầm bàn tán với nhau chuyện này, thời gian Khổng Tề Thiên trở về cũng thật trùng hợp. Lúc thánh huyết của Đế Tuấn sắp xuất hiện, cũng là ngày Tiêu Chính Văn đương lúc nổi trội. Tuy bọn họ không biết dụng ý thực sự của nhà họ Khổng, nhưng điều này đã nói lên rằng, thiên tài chân chính với hào quang chói sáng sắp đến thế tục. Anh Triệu, anh cho rằng tên họ Khổng hay Tiêu Chính Văn mạnh hơn? Thiên Hà Đạo Quân nhìn về phía Triệu Kế Hồng rồi hỏi. Mấy người Triệu Kế Hồng dù gì cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, cho dù nói chuyện hay làm việc thì đều không thể nói năng hàm hồ như mấy thế tử kia. Càng không thể qua loa bởi vì ân oán cá nhân được. Bây giờ chúng ta cũng không biết được thực lực của Tiêu Chính Văn, trước mắt chỉ có thể xác định rằng, ba tên đàn em của cậu ta có thể chém giết cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Như vậy, thực lực của Tiêu Chính Văn chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài ra, lúc Khổng Tề Thiên ở cảnh giới chủ soái cũng từng chém giết nhiều cao thủ nhân hoàng, điều này chứng tỏ, Khổng Tề Thiên cũng không phải cây đèn cạn dầu. Vì thế, kết cục cuối cùng rất khó phán đoán, tôi chỉ có thể nói đây là thế cục hai con hổ tranh đấu. Triệu Kế Hồng nheo mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên không phải do Triệu Kế Hồng đã thay đổi cái nhìn với Tiêu Chính Văn sau sự kiện của Triệu Khang. Chẳng qua, bất kỳ một câu nói nào vào thời khắc này cũng liên quan đến số mệnh của Tung Sơn, thậm chí cả Hoa Sơn, nếu tùy tiện kết luận thì không chỉ sẽ hại Thiên Hà Đạo Quân mà ngay cả chính ông ta cũng phải chịu liên lụy. Tiêu Chính Văn cũng được, Khổng Tề Thiên cũng thế, hai người này, dù là bối cảnh hay thực lực, đều không phải là người mà Triệu Kế Hồng có thể trông mong ủng hộ hay phản đối. Thậm chí cái chết của Tư Mã Vũ, Triệu Kế Hồng có thể chắc chắn rằng, nhất định là do Khổng Tề Thiên gây ra. Nhà họ Khổng và tộc Tư Mã cũng có ân oán sâu đậm, chẳng qua là cho tới nay, bọn họ đều âm thầm xích mích, bên ngoài hòa thuận mà thôi. Anh Triệu, anh nói xem liệu có phải nhà họ Khổng phái cao thủ khác đến giết Tư Mã Vũ không, Độ Ách Chân Quân vẫn không cam lòng hỏi. Không thể nào, nhà họ Khổng không có cái gan đó, ở giờ phút quan trọng này, các cao thủ của các thế lực đều đang chiến đấu với đám người ngoài vũ trụ. Nếu nhà họ Khổng dám cử cao thủ đi đấu nội bộ thì không cần đợi người khác ra tay, Thiên Đạo Minh Ước sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Triệu Kế Hồng hết sức tin tưởng vào phán đoán của mình. Ý ông là lần này Khổng Tề Thiên trở về chính là lội ngược dòng, là người giết Tư Mã. Chân mày Đỗ Ách Chân Quân giật mạnh mấy cái. Lội ngược dòng, ba chữ này đối với họ mà nói, căn bản là chỉ có thể nhìn chứ không thể so. Dù gì sự chênh lệch giữa mỗi một cấp cảnh giới nhân hoàng đều rất lớn. Nhưng đám người Khổng Tề Thiên và Tiêu Chính Văn lại có thể tùy theo ý mình, không chỉ lội ngược dòng, mà còn có thể vượt qua mấy cảnh giới nhỏ, thậm chí một người ở cảnh giới lớn có thể giết chết cao thủ có cảnh giới cao hơn mình. Đây quả là đang khiến mấy người bọn họ thấy nhục nhã. Tung Sơn để ý đến chuyện của nhà họ Khổng từ lúc nào thế? Thiên Hà Đạo Quân nhíu mày, không hiểu hỏi. Triệu Kế Hồng cười khẩy. Nheo mắt đáp, thật ra chúng tôi luôn nghi ngờ, khoảng 89% là Khổng Tề Thiên lấy được truyền thừa từ vùng ngoài vũ trụ, không thì cảnh giới của hắn phải giải thích thế nào. Các ông có dám chắc rằng có thể tự làm giảm cảnh giới của mình xuống thiên vương không? Nghe Triệu Kế Hồng hỏi thế, mọi người đều ớn lạnh. Bọn họ không những không làm được mà người ở vùng ngoài lãnh thổ có thể thuận lợi tự áp cảnh giới của bản thân xuống cảnh giới thấp hơn, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Khổng Tề Thiên mà thôi. 2600 năm trước, Khổng Khâu đột ngột mất tích, nhà họ Triệu chúng tôi luôn nghi ngờ ông ta đã trốn đến vùng ngoài vũ trụ, Triệu Kế Hồng lạnh lùng nói, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi nghe Triệu Kế Hồng nói xong, mấy người Thiên Hà Đạo Quân đều ngây ra như phỗng. Ai có thể ngờ được, nhà họ Khổng lại có mối liên hệ gốc gác sâu xa với người của vùng ngoài vũ trụ như vậy. Nếu quả thật như thế, chỉ sợ Khổng Tề Thiên cũng không thể là người của bọn họ, trái lại. Rất có thể nhà họ Khổng sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ thật sự của bọn họ. Bọn họ biết rõ thực lực của cao thủ vùng ngoài vũ trụ,
dù bây giờ bọn họ đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng, nhưng hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Chỉ có những người ở tầng lớp như Hạng Vũ, Hàn Tín, mới có thực lực so tài cao thấp cùng với cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng sau khi mình từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại thế tục, sẽ có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm, nhưng kết quả đầu tiên là bị mắng té tát ở chỗ Tiêu Chính Văn, thậm chí còn bị Tiêu Chính Văn bạt tai ngay trước mắt mọi người. Vốn dĩ một mình Tiêu Chính Văn cũng đã khiến bọn họ nhức đầu không dứt, bây giờ lại xuất hiện thêm một Khổng Tề Thiên không biết là địch hay bạn. Dường như vào giờ phút này tất cả mọi người đều như chìm hoàn toàn xuống đáy vực. Giây phút này, sự tự tin của bọn họ đã bị đánh nát bấy hoàn toàn, ai nấy ngơ ngác nhìn chằm chằm Triệu Kế Hồng, há hốc miệng, nhưng lại không nói ra được chữ nào. Ngay lúc này, Khổng Vạn Thắng cũng đang triệu tập mọi người trong nhà họ Khổng lại, mở cuộc họp gia tộc. Khổng Tề Thiên trở về, đối với nhà họ Khổng mà nói, có thể xem như chuyện vui rất lớn, có hậu thuẫn mạnh mẽ to lớn này, sau này bọn họ sẽ không còn sợ Tiêu Chính Văn nữa. Cuối cùng nhà họ Khổng cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Đang khi mọi người trong nhà họ Khổng đang nhảy cẫng lên hoan hô, ngoài cửa lại có một nam một nữ tới, hai người đều mặc quần áo dài kiểu cổ đại, hoàn toàn không ăn khớp gì với mọi thứ xung quanh. Mặc dù trông mặt mũi hai người chẳng qua chỉ 20 mấy tuổi, nhưng vẻ mặt không chỉ mang hơi thở bể râu trải qua ngàn năm lịch sử, mà còn có nét kiêu ngạo không ai sánh nổi. Trong đó, một cô gái trẻ tuổi cảnh giới nhân vương cấp 3 tiến tới một bước, đánh giá nhà cổ của nhà họ Khổng, cười nhạt nói, nghe kể nhà họ Khổng là gia tộc lớn truyền thừa mấy ngàn năm cơ đấy, nhưng sao lại trông có vẻ đổ nát thế này? Hừ, truyền thừa, người nhà họ Khổng chẳng qua là một con chó của thiên đạo minh ước mà thôi. Đáng tiếc cho Khổng Tề Thiên, nam thanh niên cũng cười khẩy, lạnh nhạt mở miệng nói. Hai đệ tử canh ở cửa nhà họ Khổng nghe vậy, sắc mặt u ám, dẫu sao nơi này chính là nhà chính của nhà họ Khổng ở thế tục, cho dù là những cao thủ cảnh giới nhân hoàng trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, đến nhà cổ của nhà họ Khổng cũng phải chắp tay vái lại đấy. Huống chi đối phương chẳng qua chỉ là thế hệ con cháu cảnh giới nhân vương mà thôi, chỉ là, đệ tử canh cửa còn chưa kịp tiến đến, Khổng Hữu Bang đã đột nhiên lạnh lùng quát lên, không được vô lễ. Nói xong, trước ánh mắt nhìn chăm chú của hai đệ tử giữ cửa, Khổng Hữu Bang vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới gần hai thanh niên nam nữ, chắp tay nói, không biết hai vị hạ mình đến thăm, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội cho. Ông ta vừa dứt lời, Hứa Văn Long cũng đã nghe tin vội vã chạy tới. Thấy hai thanh niên nam nữ này, Hứa Văn Long vội vàng tiến đến chào hỏi, hiển nhiên là hết sức cung kính đối với hai người trẻ tuổi này. Ừ, ông Khổng lịch sự quá. Không hổ là người đã ở vùng ngoài lãnh thổ vài năm, không giống những tên nhóc phát mũi chưa sạch này, không biết gì cả, nam thanh niên cười nhạt nói. Sao nào, chẳng lẽ nhà họ Khổng định cho chúng tôi hóng mắt ngoài cửa à, vẻ mặt cô gái hết sức không vui, chất vấn. Đâu có, mời hai vị khách quý vào bên trong. Khổng Hữu Bang vừa nói, vừa ra hiệu tỏ ý mời vào với hai nam nữ thanh niên. Đám đệ tử nhà họ Khổng thấy cảnh này cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm Khổng Hữu Bang, đây hoàn toàn không giống phong cách làm việc của nhà họ Khổng, càng không giống phong cách làm việc của Khổng Hữu Bang. Không cần phải khách sáo, ông có thể gọi tôi là Tư Mã Thụy, người này là cô Tư Mã Nghê Thường. Không sai, chúng tôi chỉ là tay sai của cậu chủ Tư Mã Tư mà thôi. Nghe thấy ba chữ Tư Mã Tư, chân mày Hữu Bang nhẹ nhàng động đậy vài cái, mặc dù nụ cười trên mặt không nhạt đi. Nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Mà giờ phút này, cuối cùng mọi người trong nhà họ Khổng cũng đã hiểu rõ tại sao Khổng Hữu Bang lại có một thái độ khác thường như vậy rồi. Tư Mã Tư là kỳ tài xuất sắc của nhà họ Tư Mã, nghe nói, thực lực đã sớm cao hơn người bị giết là Tư Mã Vũ rồi, hơn nữa vẫn luôn bị nhà họ Tư Mã che giấu. Lần này, tay sai của Tư Mã Tư đi tới trước cửa nhà cổ của nhà họ Khổng cũng đủ để nói rõ, Tư Mã Tư đã trở lại thế tục. 80% là đặc biệt đến nhà họ Khổng để hỏi tội. Dẫu sao từ lâu đã có tin đồn Khổng Tề Thiên tự tay chém giết Tư Mã Vũ, nhà họ Tư Mã là một trong những hoàng tộc, tuyệt đối không thể nào nhẫn nhịn được. Nhưng giờ phút này Khổng Tề Thiên cũng chưa về nhà họ Khổng, một khi chiến đấu với đối phương, rất có thể nhà họ Khổng sẽ bị Tư Mã Tư tiêu diệt cả gia tộc. Ông Khổng, ông không cần phải căng thẳng, lần này chúng tôi tới đây, chỉ để thay cậu chủ nhà tôi truyền lời tới người anh em này.
Tư Mã Thủy cười rửng rưng, ngay sau đó nhìn sang Hứa Văn Long, lạnh nhạt nói, chỉ cần hắn bằng lòng quy phục với nhà Tư Mã tôi, hoặc bằng lòng trở thành nô bộc dưới quyền cậu chủ Tư Mã, không chỉ hắn có thể một bước lên mây nhanh chóng, ngay cả nhà họ Khổng, ngay cả nhà họ Khổng cũng có thể leo lên cành cây cao của nhà họ Tư Mã. Cô gái trẻ tuổi đột nhiên cắt đứt lời Tư Mã Thủy. Chuyện này, Khổng Hữu Bang nghe thấy vậy, mặt không khỏi lộ vẻ khó xử, nghiêng đầu nhìn qua Hứa Văn Long bên cạnh. Cho dù nhà họ Khổng đuối lý trước, nhưng nhà họ Tư Mã công khai đến tận nơi cướp nhân tài, trong nháy mắt lửa giận của Khổng Hữu Bang bùng cháy. Hứa Văn Long bên cạnh nghe nói như vậy, cũng ngây ngẩn. So với nhà họ Khổng, thế lực của nhà họ Tư Mã ở vùng ngoài lãnh thổ còn lớn hơn, và lại ở đế vương các cũng có quyền phát biểu nhất định, tuy không so được với nhà họ Võ, nhà họ Doanh, nhà họ Lý, nhưng tuyệt đối được xem như một trong năm thế gia mạnh mẽ hàng đầu. À, hai vị, nơi này gió lạnh, hay là trước hết cứ vào trong ngồi một lát đã? Khổng Hữu Bang cố nặn ra nụ cười gượng gạo, mời hai người trẻ tuổi đi vào trong. Sau khi vào, Khổng Vạn Thắng vừa mới đứng dậy chào đón hai người Tư Mã Thụy thì Tư Mã Thụy và Tư Mã Nghê Thường đã thẳng thừng ngồi lên vị trí của chủ nhân. Thậm chí ngay cả vị trí cao nhất bên trái, cũng không để lại cho Khổng Vạn Thắng. Thật ra, nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đã có mấy trăm năm qua lại, thành thật mà nói, chuyện của Tư Mã Vũ, cậu chủ của chúng tôi không định truy cứu tiếp nữa, nhưng nhà họ Tư Mã không thể bị bẽ mặt được. Nếu như ngay cả thế này mà nhà họ Khổng cũng không nể mặt, vậy thì căn cơ của nhà họ Khổng ở thế tục cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Tư Mã Thụy ngồi ở ghế chủ nhân, mặt rất ngạo nghễ cao giọng nói. Quả nhiên, nhà họ Tư Mã đã lấy được tin tức chính xác, đúng là Tư Mã Vũ đã chết trong tay Khổng Tề Thiên, lúc này mới sai người vẫn luôn bị che giấu là Tư Mã Tư tới. Nhưng nhà họ Tư Mã cũng không phải ngốc, ở giờ phút quan trọng này, chủ quan ra tay với nhà họ Khổng, kết quả sẽ chỉ khiến cho người khác được lợi, như vậy, không bằng cứu vãn tình thế từ những phương diện khác. Nhưng trong lòng mọi người ở nhà họ Khổng đều hiểu rõ. Cậu chủ Tư này của nhà họ Tư Mã có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nếu thật sự làm hắn mất mặt, Tư Mã Tư rất có thể sẽ đã làm thì làm cho chót, thẳng tay tiễn hết tất cả mọi người chôn theo Tư Mã Vũ. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất phải kể đến Khổng Hữu Bang, Hứa Văn Long là do ông ta tự mình mời vào nhà họ Khổng, hơn nữa, còn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết để đào tạo Hứa Văn Long, nhưng còn chưa thu được chút lợi ích nào, đã bị nhà họ Tư Mã hất tay trên. Đương nhiên, đó là chuyện đương nhiên, đây không chỉ là vận may của Hứa Văn Long, cũng là vinh hạnh của nhà họ Khổng tôi, Khổng Vạn Thắng không đợi Hứa Văn Long mở miệng, đã thẳng thừng cướp lời. Ừ, vẫn là tộc trưởng nhà họ Khổng hiểu được đại cục, Tư Mã Thủy cười nhạt, trong con mắt lại là vẻ khinh bỉ. Chuyện giống vậy, nếu như xảy ra ở nhà họ Tư Mã, chỉ sợ sớm đã ra tay không thèm để ý gì rồi, sao có thể để cho một người ngoài hoa chân múa tay ở nhà mình được chứ? À, hai người đi đường mệt nhọc cả chặng đường dài, chỉ bằng ở trong phủ nhỏ mấy ngày, cũng tiện cho chúng tôi làm trọn vẹn lễ nghi của chủ nhà, Khổng Hữu Bang tiến đến một bước, cố mang bộ mặt vui vẻ, níu kéo. Không cần đâu, cậu chủ nhà tôi còn đang chờ thư hồi đáp của chúng tôi, hơn nữa, giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, hôm khác chúng ta lại gặp nhau cũng không muộn. Nói xong, Tư Mã Thủy chậm rãi đứng dậy, nháy mắt với Tư Mã Nghê Thường bên cạnh. Không sai, cậu chủ nhà chúng tôi còn giao cho chúng tôi đi làm chuyện quan trọng hơn, nếu như mấy ngày này không có được hồi âm, sợ rằng không chỉ nhà họ Khổng gặp xui xẻo thôi đâu. Nói xong, Tư Mã Nghê Thường cũng đứng lên. Cung kính tiễn hai vị, Khổng Vạn Thắng vừa nói, vừa vội vàng chắp tay với hai người Tư Mã Thủy, cười khanh khách tiễn hai người ra khỏi nhà tổ. Tộc trưởng, bọn họ, Khổng Hữu Bang nheo mắt lại, lộ ra vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người Tư Mã Thủy. Chuyện nhỏ không nhẫn nhịn, sẽ làm hỏng chuyện lớn, nhà họ Tư Mã. Hừ, chờ Khổng Tề Thiên về đến nơi hãy nói, Khổng Vạn Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, phất ống tay áo, xoay người vào trong nhà. Mãi đến đi rất xa rồi, Tư Mã Nghê Thường mới thận trọng nghiêng đầu nhìn về phía nhà tổ của nhà họ Khổng. Người nhà họ Khổng đúng là đám nhát gan. Không, chuyện này chỉ có thể nói rõ rằng cậu chủ của chúng ta có con mắt nhìn người tinh tường. Đi thôi. Kế tiếp nên đến lượt Tiêu Chính Văn rồi. Mặt Tư Mã Thụy đầy vẻ đắc ý, nói. Nghe nói người tiếp theo sẽ là Tiêu Chính Văn, Tư Mã Nghê Thường khẽ cau mày nói, tôi nghe nói người này rất mạnh,
rất nhiều gia tộc thế gia lớn ngoài vùng lãnh thổ đều chịu thiệt rất lớn dưới tay hắn. Cách đây không lâu, nghe nói Bạch Chiến Sinh cũng bị hắn bày mưu tính kế. Chúng ta không phải nên thay đổi chiến lược sao, nếu không, ngộ nhỡ, Tư Mã Nghê Thường chưa kịp nói xong, Tư Mã Thụy đã bĩu môi, cười nhạt, ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ gì chứ, nhà họ Khổng thì sao? Cậu chủ nói rồi, chúng ta càng tỏ ra điên cuồng ngang ngược, nhà họ Khổng sẽ càng ngoan ngoãn vâng lời. Vừa rồi không phải đã xác nhận với cô rồi sao? Vừa rồi tôi ngồi lên vị trí chủ nhà của Khổng Vạn Thắng, người nhà họ Khổng nhiều như vậy, có ai dám hé răng nửa lời sao? Đến nhà họ Khổng cũng nằm trong sự tính toán của cậu chủ, một tên Tiêu Chính Văn còn con thì có là gì? Tác dụng của bọn họ chẳng qua là giúp cậu chủ lấy được thánh huyết của Đế Tuấn, nếu không phải như vậy, cô nghĩ cậu chủ sẽ giữ bọn họ lại sao? Thật nực cười, Tư Mã Thủy cười tự đắc. Cho dù trước đó ngoài vùng lãnh thổ đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến Tiêu Chính Văn, nhưng kẻ chịu tổn thất trong tay Tiêu Chính Văn chỉ là tiểu nhân vô danh mà thôi. Tư Mã Tư hoàn toàn khác với bọn họ, hơn nữa, thế lực nhà họ Tư Mã rất lớn, không chỉ có nhiều đệ tử ngoài vùng lãnh thổ, mà ở thế giới tục cũng có rất nhiều người chống lưng. Cho dù là tiềm lực tài chính, tài nguyên hay vũ lực thì trong số những thế gia bị Tiêu Chính Văn trừng trị kia, thế gia nào có thể so sánh với nhà họ Tư Mã? Nghe anh nói như vậy, quả thật có lý, lúc nãy tôi có nhìn lén, biểu cảm của những người nhà họ Khổng kia rất đặc sắc. Tư Mã Nghê Thường vừa nói, vừa che mặt cười. Ngay cả nhà họ Khổng cũng như thế, cô cho rằng Tiêu Chính Văn còn có thể có bản lĩnh gì. Trước kia, hắn dám không thèm để ý đến những thế gia kia là vì hắn biết rõ, những người mà hắn đối mặt với chẳng qua chỉ là những kẻ vô dụng thôi. Nhưng cậu chủ lại khác, từ trước đến nay, đều được nhà họ Tư Mã giấu kỹ, mà lần này trở về thế giới tục là để gánh vác trên vai một sứ mệnh quan trọng. Chống lại cậu chủ chính là chống lại nhà họ Tư Mã. Hắn không có hậu thuẫn cũng không có lai lịch thì có tư cách gì để trở thành kẻ thù của nhà họ Tư Mã chúng ta. Trừ khi hắn điên rồi. Mà lúc này, trong tổng bộ của tập đoàn Vi Nhan ở Giang Trung, Tần Vũ đang dẫn hai người trẻ tuổi vào phòng họp, trò chuyện với Tiêu Chính Văn. Hai người trẻ tuổi bên cạnh anh ta. Một người là Thành Kế Hào, người thừa kế của nhà họ Thành có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhà họ Quý. Người còn lại là Trương Lăng Phong của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Chỉ là, so sánh một chút thì thần sắc của Trương Lăng Phong có phần mất tự nhiên hơn, dù sao trước đây, giữa nhà họ Trương và Tiêu Chính Văn cũng đã có quá nhiều ân oán. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không nói lời nào, liên tục ra tay giúp đỡ nhà họ Trương, mặc dù nhà họ Trương đã rất nhiều lần cảm ơn Tiêu Chính Văn. Nhưng một lời cảm ơn qua loa lấy lệ sao có thể được. Có điều Tiêu Chính Văn lại quá hoàn hảo, tặng quà thì hầu như không có thứ gì có thể lọt vào mắt Tiêu Chính Văn, đưa tiền thì người ta lại là vua Bắc Lương, thiếu tiền sao? Đây mới là chỗ làm khó Trương Lăng Phong nhất. Ngược lại, Thành Kế Hào lại bình tĩnh và điềm đạm, vui vẻ trò chuyện với Tiêu Chính Văn. Thật ra, Thành Kế Hào cũng được coi là có xuất thân danh gia vọng tộc. Hơn nữa, Thành Kế Hào từ nhỏ đã có tư chất hơn người, 7 tuổi đã có sức chiến đấu của cảnh giới chiến thần, 10 tuổi đã đột phá cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Hiện giờ anh ta mới 27 tuổi, đã đạt tới thực lực nhân vương cấp 3. Ngay cả ở ngoài vùng lãnh thổ, những tài năng trẻ như vậy cũng rất hiếm thấy. Cho dù như vậy, sau khi gặp Tiêu Chính Văn, anh ta cũng rất kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Chính Văn không có được nhiều tài nguyên như anh ta, càng không có bối cảnh lớn mạnh. Thế mà lại có thể đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 5 trước 30 tuổi. Đây quả là một kỳ tích. Anh Tiêu, thành thật mà nói, trước khi gặp anh, tôi còn tưởng rằng mình có tư chất vượt bậc, nhưng so với anh Tiêu, tôi thật sự rất xấu hổ. Nhà họ Thành đã cung cấp cho tôi rất nhiều tài nguyên, cũng trợ giúp tôi rất nhiều, mà hiện giờ, tôi chỉ mới đạt tới thực lực cảnh giới nhân vương cấp 3, còn anh Tiêu sớm đã bỏ xa tôi mười mấy con phố rồi. Đâu có, đâu có. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp cơ duyên mà thôi, Tiêu Chính Văn cười đáp. Ông cụ Quý và những người khác bên cạnh cũng lắc đầu cười khổ, tốc độ tiến bộ của Tiêu Chính Văn quả thật có thể miêu tả như một con quái vật, vấn đề là bản thân Tiêu Chính Văn lại cực kỳ khiêm tốn. Nếu không phải là những thế gia ngoài vùng lãnh thổ kia gây chuyện, có lẽ cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa ai biết đến. Anh Tiêu, thành thật mà nói. Chúng tôi lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ anh, Thành Kế Hào chuyển sang chủ đề chính. Ồ, Tiêu Chính Văn quay đầu lại và liếc nhìn ông cụ Quý. Ông cụ Quý nhếch mép cười,
chuyển sự chú ý về lại trên người Thành Kế Hào. Anh Tiêu, chắc rằng gần đây anh cũng đã nghe nói đến việc con em của các thế gia các nơi đều đã trở về thế giới tục, hơn nữa, thánh huyết của Đế Tuấn cũng sắp xuất thế rồi. Mà lần này, người tham gia tranh đoạt không chỉ có những thế gia Hoa Quốc chúng ta mà rất nhiều thế gia Âu Lục cũng đăng ký tham gia. Bất luận trên thực tế mọi người chiến đấu quyết liệt thế nào nhưng cũng không thể làm tổn hại đến hòa khí, bề ngoài vẫn phải nhường nhịn nhau một chút. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Thiên Đạo Minh Ước, đã tổ chức ra một cuộc thi lớn giữa các thế gia. Người thắng đương nhiên có thể tham gia tranh đoạt thánh huyết. Còn người thua, chỉ có thể đứng trông mong mỏi mòn thôi. Tôi tin rằng, không cần tôi nói ra, anh Tiêu cũng có thể hiểu rõ tại sao Thiên Đạo Minh Ước lại can thiệp vào chuyện này. Tuy nhiên, mấy thế gia lớn của Hoa Quốc chúng ta lại chia làm hai phe, lòng người khác nhau, đặc biệt là năm đại danh sơn còn chủ động rút lui rồi, vì thế, lần này chúng ta không thể chiêu mộ được nhiều người. Nói đến đây, Thành Kế Hào ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thực ra việc rút lui của năm đại danh sơn có liên quan rất lớn đến Tiêu Chính Văn. Người của năm đại danh sơn hiểu rõ hơn ai hết rằng cuộc tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn lần này có liên quan trực tiếp đến tương lai của Hoa Quốc, đặc biệt là tương lai của thế giới tục Hoa Quốc. Nếu mất đi thánh huyết Đế Tuấn, giới chính trị của Hoa Quốc sẽ xuất hiện hiện tượng mặt trời lặn núi Tây. Vì vậy, năm đại danh sơn dường như tất cả đều đồng lòng rút khỏi cuộc tranh đấu. Nói cách khác, năm đại danh sơn đang đồng thời gây áp lực cho Tiêu Chính Văn. Thực ra, đối với những thế gia ngoài vùng lãnh thổ mà nói, thánh huyết của Đế Tuấn có hay không cũng được, cho dù rơi vào tay người ngoài cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đối với những người dân thường của Hoa Quốc, hoặc có thể nói là đối với vận mệnh quốc gia trong tương lai của Hoa Quốc thì đó là một chuyện khác. Thiên tử cũ đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy sự hưng thịnh của quốc vận Hoa Quốc, thế nhưng, quốc vận của Hoa Quốc nếu không có sự phù hộ từ thánh huyết của Đế Tuấn, chắc chắn sẽ suy tàn giữa chừng. Có thể nói, đối với năm đại danh sơn, thánh huyết Đế Tuấn có thể có hoặc không, nhưng đối với chúng ta, phải nhất định có bằng được. Tần Vũ cau mày liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, năm đại danh sơn đang chờ xem trò cười của thế giới tục. Hơn nữa, đế vương các do ông Bạch đứng đầu cũng từ chối cuộc tranh đoạt thánh huyết Đế Tuấn. Có thể nói, không có nhiều người có thể góp mặt trong cuộc thi này. Nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy không tham dự sao, Tiêu Chính Văn trịnh trọng hỏi. Tất nhiên là bọn họ tham gia, nhưng người ta đã tạo dựng được tên tuổi cho mình, chỉ tham gia dưới danh nghĩa chính mình chứ không can thiệp vào Hoa Quốc chúng ta. Nói trắng ra là muốn gạt chúng ta qua một bên, Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu Tiêu, kỳ thực có hai người bọn họ tham gia thì có cơ hội thắng lợi, có điều, để đề phòng ngộ nhỡ, mong cậu đi cùng bọn họ một chuyến. Ông cụ Quý đứng bên cạnh thuyết phục. Kỳ thực lần này ông cụ Quý dẫn theo Trương Lăng Phong và Thành Kế Hảo đến đây, chủ yếu là để thuyết phục Tiêu Chính Văn bớt chút thời gian giúp Hoa Quốc giành lấy thánh huyết Đế Tuấn. Dù gì đây cũng là đồ vật của riêng Hoa Quốc, không thể cứ nhìn thánh huyết thánh rơi vào tay người khác, để người của Âu Lục chấp được thời cơ. Mà Tiêu Chính Văn chính là một con át chủ bài mà đám người ông cụ Quý âm thầm cất giấu, đến thời khắc mấu chốt. Có thể đảm bảo rằng thánh huyết Đế Tuấn không rơi vào tay người khác. Ngay khi đang nói đến đây, một vị thiếu tá của Hắc Băng Đài bước nhanh vào phòng họp, trước tiên là chào hỏi Tần Vũ, sau đó nói với Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, bên ngoài có người muốn gặp, nghe nói bọn họ là người của gia tộc lớn ngoài vùng lãnh thổ, nói rằng muốn gặp mặt ngay lập tức. Để bọn họ chờ đi, Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm nhìn lại, chỉ xua tay nói. Người ở vùng ngoài lãnh thổ. Không phải là người nhà họ Tư Mã đấy chứ, ông cụ Quý nhíu mày hỏi. Mấy ngày gần đây, cụ ta đã nghe không ít tin đồn, Tư Mã Tư chẳng những đã quay lại mà còn mượn uy danh tộc Tư Mã để thu nạp không ít thế tử quyền thế vào dưới trướng mình. Nói trắng ra là chuẩn bị để cướp thánh huyết của Đế Tuấn. Trong những người này, bất kể là ai đoạt được thánh huyết của Đế Tuấn thì đều phải giao lại cho Tư Mã Tư, mà bọn họ thì đến một miếng canh cũng đừng hòng húp được. Không thể không nói. Chiêu này của gia tộc Tư Mã đúng là cao tay hơn mấy gia tộc lớn nhiều, dù sau này thánh huyết của Đế Tuấn có mấy công dụng thì thế lực của nhà Tư Mã cũng đã được khuếch trương đến mức tối đa. Dù thắng hay bại, gia tộc Tư Mã luôn là người thắng đậm nhất. Đúng thì sao, là bọn họ muốn tới gặp tôi, không phải tôi phải đi gặp bọn họ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Vốn dĩ Tiêu Chính Văn cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với thế tử của mấy thế gia này, lại thêm việc đối phương bày ra vẻ ta đây thì không cần gặp mặt cũng biết bên kia đến với mục đích chẳng tử tế gì. Lúc này, Tư Mã Thụy đang chắp hai tay sau lưng, đứng trước cao ốc Phi Nhan, lạnh lùng cười nói, người thế tục đúng là tục, ở vùng ngoài lãnh thổ, chỉ có lũ hạ đẳng mới ở trong mấy thứ nhà nát này. Nhưng tôi nghe nói, người thế tục dường như ngược lại với chúng ta, bọn họ càng thích ở loại nhà cao tầng thế này chứ không thích cảnh non nước như chúng ta. Tuy Tư Mã Nghê thường nói vậy nhưng trên mặt cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ. Dù gì thì vùng ngoài lãnh thổ là nơi của hầu hết thế gia sinh sống, bọn họ theo đuổi cảnh giới người trời là một, vì vậy, hầu như ai ai cũng hướng về tự nhiên. Giống như Ngọc Khuyết Cung, dù treo lơ lửng trên trời nhưng nếu phóng tầm mắt ra xung quanh thì đâu đâu cũng là non xanh nước biếc. Mà cao ốc Phi Nhan lại vừa hay tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất Giang Trung, chung quanh chỉ toàn là những tòa nhà chọc trời cao vút chứ nào gì có sông có núi. So với thế tục thì một căn nhà của dân chúng bình thường ở vùng ngoài lãnh thổ cũng cao quý gấp trăm ngàn lần. Tư Mã Thủy cười nói, khuôn mặt lạnh tanh. Ồ, sư huynh, anh nói xem lát nữa Tiêu Chính Văn sẽ dùng loại lễ nghi nào để đón tiếp chúng ta, giống như nhà họ Khổng kia à. Nhưng hắn ta không có thế lực gì nên chắc sẽ không được như cách mà nhà họ Khổng làm đâu. Tư Mã Nghê Thường cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn cao ốc Phi Nhan, nói. Cô ta không phải kẻ dốt, đã từng nghe nói không ít về các tập đoàn và công ty ở thế tục, có rất nhiều nhân viên làm việc nhưng dù sao cũng chỉ là người bình thường, sao có thể so sánh với các cao thủ cảnh giới thiên vương, thiên thần, thậm chí là cảnh giới nhân vương. Bị hơn mấy trăm ngàn cao thủ cảnh giới thiên vương, thiên thần vây quanh, đương nhiên cảm giác khác hẳn so với việc bị mấy chục người lởn vởn bên cạnh. Yên tâm đi, cho dù không có đội ngũ đón tiếp hùng hậu thì ít nhất hắn cũng phải trải thảm đỏ chào đón chúng ta. Tư Mã Thụy rất tự tin. Hai vị, anh Tiêu bảo hai vị chờ một lát, người báo tin thông báo bằng giọng điệu hết sức khách khí. Sở dĩ cậu ta không nói lại nguyên văn lời của Tiêu Chính Văn là vì không muốn sinh ra nhiều rắc rối. Trước khi rời khỏi Long Kinh, Tần Vũ đã cảnh cáo đám đàn em, lần này đến mời Tiêu Chính Văn là vì có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trong tình huống không cần thiết thì tuyệt đối không thể gây rắc rối. Nghe nói đến đây, trên mặt Tư Mã Thụy lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Xem ra đúng như dự đoán của hắn, nhất định Tiêu Chính Văn đang cẩn thận chuẩn bị. 80-90% là Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị tiệc tối để đón tiếp chúng ta. Tư Mã Thụy vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này đã là xế chiều, theo đúng lộ trình thì sau khi tiếp đón long trọng xong, Tiêu Chính Văn đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi bọn họ một phen. Để nhân cơ hội này mà nịnh hót hai người bọn họ. Tư Mã Nghê Thường nghe thế cũng cười khẩy, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Ở vùng ngoài lãnh thổ cứ đồn nhau là Tiêu Chính Văn này là kẻ không ai bì nổi, giờ gặp rồi thì cũng chỉ có vậy. Dựa theo tin đồn mà bọn họ nghe được ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn sẽ không bao giờ chào đón người cấp thấp hơn mình. Nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện đều đúng như những gì Tư Mã Tư đoán, chỉ cần báo tên gia tộc, đối phương nhất định sẽ tôn sùng bọn họ như khách quý. Điều đó là đương nhiên rồi, cậu chủ của chúng ta đã nói rồi mà, chỉ cần báo tên họ ra, trong thiên hạ này có ai là không ngưỡng mộ đâu. Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tư Mã Thủy càng nói càng đắc ý, thậm chí còn định là lát nữa có nên dạy cho Tiêu Chính Văn một bài học nhớ đời hay không. Thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn cũng chiếm hời không ít, chỉ mỗi hoa tử tiêu đã không dưới 200 đóa, còn về kỳ chân dị bảo khác thì hẳn là càng nhiều đến mức đếm không xuể. Nhưng 2 giờ đã trôi qua trong nháy mắt mà một chút động tĩnh gì cũng không có, ngay cả Tư Mã Thụy cũng đứng ngồi không yên. Có chuyện gì thế? Sao Tiêu Chính Văn còn chưa ra nghênh tiếp? Cuối cùng, Tư Mã Thụy vẫn không kiềm chế nổi cơn nóng giận mà gầm lên. Thực sự xin lỗi, anh Tiêu đang tiếp khách. Có chuyện quan trọng cần thương lượng nên ý của anh Tiêu là đợi anh ấy xong việc gấp sẽ dành chút thời gian để gặp mặt hai vị. Người báo tin của Hắc Băng Đài mỉm cười nói. Cái gì, dành thời giờ để gặp mặt, nghe thấy mấy chữ này, Tư Mã Thụy lập tức đạp người đang đứng bên cạnh, trông hệt như chó bị giẫm phải đuôi. Vốn hắn còn tưởng Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị tiệc tối đón tiếp nên mới chịu nhẫn nhịn đợi 2 giờ đồng hồ. Thế mà tên Tiêu Chính Văn kia lại thẳng thừng coi bọn họ như không khí. Đang xử lý chuyện quan trọng, vậy nói cách khác, trong mắt Tiêu Chính Văn, bọn họ chả hề quan trọng. Đúng là nhục nhã vô cùng. Tiêu Chính Văn,
Anh thật to gan, tôi lại muốn xem anh có thể ngông cuồng đến khi nào. Tư Mã Thụy vừa nói chuyện vừa đẩy cảnh vệ giữ cửa ra, đi thẳng về phía thang máy. Dẫu sao trước khi tới đây, hắn đã nghe rất rõ ràng, chỉ cần Tiêu Chính Văn quay về cao ốc Phi Nhan thì nhất định sẽ tiếp khách ở phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần đi thẳng lên tầng cao nhất là có thể thấy Tiêu Chính Văn. Các người, không chờ cảnh vệ nói hết lời, Tư Mã Thụy và Tư Mã Nghê Thường đã đi vào thang máy lên tầng cao nhất. Nói gì thì nói, chuyện hôm nay kiểu gì cũng phải lấy lại mặt mũi, hơn nữa còn phải khiến Tiêu Chính Văn quỳ xuống dập đầu nhận sai trước mặt mọi người mới được. Đến cả tộc trưởng nhà họ Khổng cũng phải đích thân nghênh đón, thế mà Tiêu Chính Văn thì ngược lại, lại quăng bọn họ qua một bên, không thèm nghe không thèm hỏi, đây không chỉ là sỉ nhục mà là đang coi khinh nhà họ Tư Mã. Tiêu Chính Văn, anh thật to gan, dám coi khinh tộc Tư Mã chúng tôi. Còn không mau cút ra đây, quỳ đón bọn tôi. Chưa vào đến cửa, Tư Mã Thụy đã gầm lên, chạy thẳng tới cửa phòng họp. Nhưng giọng hắn vừa dứt thì không gian chợt gợn lên một đợt rung động. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn trong nháy mắt, không chờ hắn hoàn hồn lại, một bàn tay nõn nà ngọc ngà với năm ngón mảnh khảnh đã giáng một cái tát như trời giáng lên thẳng mặt Tư Mã Thụy. Chát, bạt tai này khiến Tư Mã Thụy lăn một vòng, lăn thẳng đến cửa thang máy, đụng phải cửa mới dừng lại. Tư Mã Nghê Thường bên cạnh cũng không khỏi lùi lại mấy bước, cô ta chưa kịp chất vấn thì đã thấy một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ xuất hiện sau lưng mình. Hừ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, Tư Mã Nghê Thường chưa kịp lắc mình né tránh đã bị một cánh tay cứng như kìm sắt đè ngã nhào xuống đất. Dùng sức vùng vẫy liên tiếp mà cả người Tư Mã Nghê Thường vẫn không thể nào nhúc nhích nổi. Long Hình và Long Nguyệt nhìn nhau cười. Các người là ai? Gan chó to chừng nào mà dám đánh người của nhà họ Tư Mã? Các người chán sống phải không? Tiêu Chính Văn, mau cút ra đây cho ông. Tư Mã Thụy chẳng những không nhượng bộ mà còn gào to hơn. Dẫn họ vào đây, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói với về phía cửa. Long Hình vươn tay túm lấy Tư Mã Thụy và Tư Mã Nghê Thường vào trong phòng họp như xách một con gà, sau đó tiện tay ném hai người xuống đất. Bịch, bịch, Tư Mã Thụy và Tư Mã Nghê Thường ngã sóng xoài dưới đất, răng cửa của Tư Mã Thụy bị văng ra hai cái. Máu chảy dọc xuống khóe miệng Tư Mã Thụy, nhưng càng như thế, Tư Mã Thụy lại càng tỏ ra kiêu căng hơn. Tiêu Chính Văn, không lâu nữa anh phải trả giá lần 10 lần, 100 lần những gì hôm nay anh làm với tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tư Mã Thụy, trầm giọng nói, chẳng phải nhà họ Tư Mã rất giỏi sao? Đừng nói anh chỉ là một tay sai của nhà họ Tư Mã, dù có là Tư Mã Minh Húc thì thế nào? Anh nghĩ tòa cao ốc Phi Nhan là nơi các anh có thể làm loạn sao? Tiêu Chính Văn lại nói. Hừ, dù có là mấy gia tộc của Hoa Quốc, kể cả năm đại danh sơn ai dám vô lễ với người nhà họ Tư Mã, chứ đừng nói đến tập đoàn Vi Nhan của anh. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên anh tốt nhất nên biết điều một chút, mau cúi đầu xin lỗi tôi ngay, có lẽ tôi nhất thời vui vẻ mà tha cho anh. Tiện thể thưởng cho anh một cơ hội trời ban, nếu không anh chắc chắn sẽ chết không chỗ dung thân. Tư Mã Thụy siết chặt nắm đấm lớn giọng đe dọa. Nếu đổi lại là người khác nói mấy lời này thì có thể sẽ bị xem là một câu đùa cợt, nhưng Tư Mã Tư lại là một nhân vật tàn nhẫn, tính tình hung bạo, thậm chí có thể đánh người khác chỉ vì một con thú cưng của nhà họ Tư Mã. Huống gì Tiêu Chính Văn đánh cấp dưới của hắn ngay trước mặt nhiều người như thế. Dù là nhà họ Chu và nhà họ Võ cũng phải nể mặt Tư Mã Tư. Nói thật thì dù Tư Mã Tư chỉ là một người vai vế dưới ở cả ngoài lãnh thổ, nhưng hắn lại là một trong những người được nhà họ Tư Mã xem trọng nhất. Nếu đánh Tư Mã Tư bị thương hay đánh chết thật tức là giữa hai gia tộc đã khai chiến với nhau. Không ai muốn gây ra mâu thuẫn dẫn đến đổ máu giữa hai gia tộc chỉ vì một vài chuyện nhỏ. Cũng chính vì thế ngược lại càng khiến Tư Mã Tư kiêu căng hơn rất nhiều. Thế nên từ đầu đến cuối Tư Mã Tư chưa từng xem Tiêu Chính Văn là gì, lúc này mới bảo người đến thu nạp Tiêu Chính Văn với danh nghĩa chiêu mộ nhân tài. Mặc dù Tư Mã Tư ương bướng kỳ lạ nhưng đầu óc lại không ngốc. Thay vì tranh đoạt ý chí trong thế tục với Tiêu Chính Văn thì hắn lại thu nhận Tiêu Chính Văn về phe mình, như thế cũng đồng nghĩa với việc đã chinh phục được cả Hoa Quốc, thậm chí ngay cả thiên tử cũng có thể do hắn kiểm soát. Trong mắt Tư Mã Tư, Tiêu Chính Văn cũng chỉ xứng làm một tên tay sai của hắn mà thôi, không làm được gì cả.
Hơn nữa khi tin tức Tư Mã Tư quay về thế tục được truyền ra ngoài đã có không ít các môn chủ tông môn của võ tông chủ động đến yêu cầu quy thuận nhà họ Tư Mã, Tư Mã Tư lại lạnh nhạt thờ ơ gạt đám người này sang một bên. Bây giờ còn có thể chủ động bảo người đến chiêu mộ Tiêu Chính Văn đã nể mặt Tiêu Chính Văn lắm rồi, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám đánh người của hắn. Chủ nhân của các anh chính là tên Tư Mã Tư đó à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn hai người Tư Mã Thụy. Nếu anh đã biết thì còn không mau, đáng tiếc là tôi chưa từng nghe đến cái tên Tư Mã Tư này, cũng không có hứng thú với hắn, hơn nữa nhà họ Tư Mã sẽ không nhận được đối đãi tốt khi ở chỗ tôi. Tiêu Chính Văn ngắt lời Tư Mã Thụy. Hừ, một người thế tục như anh thì có thể biết cái rắm. Với tầm nhìn hạn hẹp của anh chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, còn cậu chủ nhà tôi, bốp. Hắn vừa mới nói được một nửa, Long Hình đứng bên cạnh đã vung tay lên đánh vào mặt hắn một cái, lạnh lùng nói, tôi khuyên anh khi nói chuyện với Long Vương nên tôn trọng một chút, nếu không lần sau không đơn giản chỉ là một cú đánh thôi đâu. Tư Mã Thụy bị đánh cho sửng sốt. Sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, anh xem con chó anh nuôi thế mà lại, bốp. Long Nguyệt không nói nhiều để lại một dấu tay năm ngón thấy rõ trên mặt bên kia của hắn. Chẳng qua so với Long Hình, cú tát này của cô ấy mạnh tay hơn một chút, khiến nửa mặt của Tư Mã Thụy bị lệch ra một bên, máu chảy xuống theo khóe môi. Mấy người ông cụ quý bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt, đó là người nhà họ Tư Mã đấy, Tiêu Chính Văn nói đánh là đánh à. Võ Anh Hào cũng hắng giọng mấy lần muốn lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Thật ra anh ta cũng không có ấn tượng tốt với người nhà họ Tư Mã, nhưng dù sao Tiêu Chính Văn cũng không có chống lưng, nếu có mối thù quá sâu với nhà họ Tư Mã thì sau này quả thật không gánh nổi. Nhưng vừa nghĩ lại, mục đích mình làm gì chỉ là muốn giao thiệp tốt với Tiêu Chính Văn, dù Tư Mã Tư tìm đến cùng lắm mình lấy thân phận con cháu nhà họ Võ để ra mặt, Tư Mã Tư cũng không đến nỗi công khai khiêu khích nhà họ Võ. Võ Anh Hào nghĩ đến đó cũng ngậm miệng lại không nói gì. Tôi khuyên các cậu một câu, nói chuyện với cậu Tiêu thì nên khách sáo một chút, nếu không hậu quả khó lường, ông cụ quý biết khuyên Tiêu Chính Văn không có tác dụng gì nên mới nói với Tư Mã Thụy và Tư Mã Nghê Thường. Hậu quả khó lường, Tư Mã Nghê Thường nãy giờ không lên tiếng cuối cùng không kiềm được đáp, e là các ông vẫn không biết cậu chủ nhà bọn tôi đang trên đường đến đây. Cuối cùng ai sẽ gánh lấy hậu quả còn chưa biết đâu. Các ông dám đánh Tư Mã Thụy thành như vậy, các ông dám chọc vào người không nên chọc, cứ đợi cậu chủ đến tính toán với các ông đi. Nói rồi cô ta tiến đến trước một bước đỡ lấy Tư Mã Thụy bị đánh mặt mày be bét máu. Ồ, chọc vào người không nên chọc à, Tiêu Chính Văn hứng thú nhìn hai người Tư Mã Thụy. Vừa dứt lời, Long Nguyệt giơ tay lên một cái tát giáng xuống gương mặt Tư Mã Nghê Thường. Dù sao cô ấy cũng là một cô gái. Không đến mức bất đắc dĩ thì Long Hình sẽ không ra tay với cô ta, nhưng Long Nguyệt thì lại khác. Dám không tôn trọng Long Vương, Long Nguyệt không quan tâm mấy thứ này, một cái tát đủ khiến Tư Mã Nghê Thường ngu người. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đi theo Tư Mã Tư, cô ta bị người khác đánh trước mặt nhiều người. Đừng nói là thế tục dù có là ngoài lãnh thổ có người nào nghe đến nhà họ Tư Mã là không run sợ đâu. Hơn nữa từ khi họ quay về thế tục. Cho dù đối phương có thân phận cao thế nào, có ai là gặp được họ lại không cung kính. Nhưng đến chỗ Tiêu Chính Văn, mọi thứ lại đảo ngược, ngay cả cô ta cũng bị một tay sai của Tiêu Chính Văn đánh. Trong mắt Tiêu Chính Văn, cho dù là võ tông thế tục hay gia tộc ngoài lãnh thổ, cho dù là ai cũng không thể lăng mạ người dân Hoa Quốc. Càng không thể thích làm gì thì làm ở Hoa Quốc. Dù có gia chủ nhà họ Tư Mã đến cũng sẽ đối đãi giống thế. Huống gì Tư Mã Nghê Thường chỉ là một tay sai của Tư Mã Tư mà thôi. Tiêu Chính Văn, anh nghĩ, tôi không nghĩ. Tiêu Chính Văn lên tiếng ngắt lời Tư Mã Nghê Thường, nói với Long Nguyệt, giết đi. Để cảnh cáo. Gì cơ, ngay cả Võ Anh Hào cũng ngơ ngác chứ đừng nói là Tần Vũ và ông cụ quý. Khi ở ngoài lãnh thổ họ từng nghe nói đến sự hung tàn của Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại ngang ngược đến mức này. Tay sai của nhà họ Tư Mã đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng nhưng không thể giết được. Anh Tiêu, mời ngồi, Võ Anh Hào vội ngăn cản. Anh Võ, có vài người không bao giờ đứng địa ở địa vị của mình, ngoài lãnh thổ hay thế tục đều thế căn bản không có vị trí cao thấp, tuân thủ quy tắc là nguyên tắc sinh tồn đầu tiên. Nếu vài người đã không muốn tuân thủ quy tắc thì đừng trách Tiêu Chính Văn tôi không nể tình,
cho dù là ai chỉ cần không làm loạn ở Hoa Quốc, tôi đều có thể làm như không nghe, không thấy. Nhưng ở Hoa Quốc bắt buộc ở tuân thủ pháp luật Hoa Quốc, người nào vi phạm đều sẽ bị giết. Tiêu Chính Văn, anh dám giết tôi. Tư Mã Nghê Thường hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn, thậm chí cô ta không dám tin mọi chuyện lại là thật. Nhưng không để cô ta lên tiếng biện hộ, Long Nguyệt đã giơ tay lên, không trung dâng lên một cơn gợn sóng, hải triều đầy trời. Phụt, Long Nguyệt đánh một cú vào lưng Tư Mã Nghê Thường, cô ta văng ra xa nôn ra máu rồi chết. Thấy thi thể của Tư Mã Nghê Thường ngã xuống đất, Tư Mã Thụy cũng sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ Tiêu Chính Văn lại giết người dứt khoát như thế. Lúc này cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra một chuyện, không thể nào đắc tội với Tiêu Chính Văn, nếu không cho dù đối phương là ai, có thân phận gì, mọi thứ cũng đều bằng không khi ở chỗ của Tiêu Chính Văn. Anh về nói với Tư Mã Tư, nơi này là Hoa Quốc chứ không phải ngoài lãnh thổ, không thực hiện quy định thì cô ta chính là kết cục. Tiêu Chính Văn chỉ vào Tư Mã Nghê Thường lạnh lùng nói. Ý trong lời nói của Tiêu Chính Văn đã hết sức rõ ràng, không chỉ tỏ rõ lập trường với Tư Mã Tư mà còn tỏ rõ lòng với tất cả mọi người. Nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy thì không cần phải nói nhiều, dù là nhà họ Võ, nhà họ Chu, nhà họ Tư Mã cũng buộc phải tuân thủ luật pháp trong thế tục, bất kể là ai, thậm chí ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng không được tự ý phá vỡ quyền lợi của pháp luật. Những lời này của Tiêu Chính Văn vô cùng hùng hồn, những người đang có mặt lập tức hướng mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh Tiêu. Giọng điệu nói chuyện của Tư Mã Thụy với Tiêu Chính Văn lúc này cũng trở nên kính trọng dị thường. Còn không mau cút đi, Long Hình lạnh lùng gần giọng. Vâng vâng vâng, giờ tôi sẽ cút, giờ cút luôn đây. Tư Mã Thụy giống như bừng tỉnh giấc mộng, vội vàng ôm lấy cái xác của Tư Mã Nghê Thường rồi quay người bỏ chạy. Lúc này, Thành Kế Hào nhớn mắt đánh giá hai người Long Hình và Long Nguyệt, trong lòng không biết phải nói sao. Trước lúc đó, anh ta đã từng quan sát rất kỹ Tiêu Chính Văn, nhiều nhất chẳng qua chỉ có thực lực nhân vương cấp 5, thế nhưng lúc Long Hình và Long Nguyệt ra tay ban nãy, khí tức của cường giả ở cảnh giới nhân hoàng đã khiến cho anh ta vô cùng chấn động. Nhìn vào mức độ cung kính của hai người Long Nguyệt và Long Hình dành cho Tiêu Chính Văn, hai người bọn họ có lẽ chỉ là đàn em của Tiêu Chính Văn mà thôi. Một võ giả ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà lại dẫn theo hai vệ sĩ cùng ở cảnh giới nhân hoàng. Đặc biệt là thái độ của Tiêu Chính Văn đối với nhà họ Tư Mã càng khiến cho Thành Kế Hào cảm thấy kinh ngạc. Tư Mã thị chiếm cứ vị trí số 1 trong số mấy hoàng tộc kia, những người khác nịnh bợ còn sợ không kịp nữa, mà Tiêu Chính Văn thì hay rồi, thẳng tay giết chết tay sai của Tư Mã Tư. Dẫu sao bất luận bạn có bối cảnh và chỗ dựa lớn tới độ nào bên trong thế tục, thế nhưng thế tục dù gì cũng bị vứt bỏ mấy nghìn năm, thậm chí trước khi Tiêu Chính Văn phá vỡ điều cấm kỵ, khiến cho linh khí phục hồi, trong thế tục ngay tới một cao thủ ở cảnh giới thiên thần cũng cực kỳ hiếm gặp. Nơi này căn bản không có khả năng so bì với vùng ngoài lãnh thổ cao thủ nhiều như nấm. Thậm chí có thể nói, cách biệt giữa hai nơi rõ ràng là một trời một vực. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại có một đòn dằn mặt rất táo tợn với gia tộc Tư Mã và các thế gia lớn khác ở vùng ngoài lãnh thổ. Đây là khí phách ở độ nào? Thậm chí lúc này, Thành Kế Hào còn thầm cảm nhận được một cỗ khí tức chỉ đế vương mới có ở trên người Tiêu Chính Văn, thậm chí có thể dùng cụm từ coi thường chúng sinh để hình dung. Cũng chính vì như vậy, trong ánh mắt Thành Kế Hào nhìn về phía Tiêu Chính Văn cũng mang theo mấy phần nể sợ. Tần Vũ đứng bên cạnh lại cực kỳ không hiểu, trong ấn tượng của anh ta, khí phách và hoài bão của Tiêu Chính Văn nào phải là thứ mà người bình thường có thể so bì nổi. Mà hai người Tư Mã Thụy chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, đổi lại khi trước, Tiêu Chính Văn căn bản sẽ không ra tay giết hai người họ. Cậu Tiêu, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ đầy tớ mà thôi, cần gì phải nghiêm khắc với bọn họ tới thế, Tần Vũ không hiểu lên tiếng hỏi. Thật ra Tần Vũ cũng xuất phát từ ý tốt, dẫu sao Tiêu Chính Văn hiện tại đã có rất nhiều kẻ thù rồi. Mà trong số tất cả những chuyện đã qua này căn bản không có chuyện gì là vì bản thân Tiêu Chính Văn. Tất cả đều là vì nhân dân Hoa Quốc và để bảo vệ cho pháp luật của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn càng một lòng vì chuyện công thì Tần Vũ càng hy vọng Tiêu Chính Văn đừng lộ liễu quá, dẫu sao cái cây lớn nhất trong rừng rồi sẽ bị gió quật ngã đầu tiên. Mặc dù bọn họ chỉ là kẻ tay sai, thế nhưng lại đang giúp đỡ cho nhà họ Tư Mã, nói cách khác, những thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ, ngoại trừ số ít ngay thẳng ra thì những thế gia khác đều coi thế tục là đám chuột nhắt có thể chết thay cho bọn họ bất cứ lúc nào.
Nếu như hắn có bụng dạ khó lường thì việc gì tôi phải nhẹ tay. Giết một mình hắn cũng là để tránh phát sinh xung đột lớn hơn, để cho nhà họ Tư và các thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đều phải vì thế mà dè chừng, biết tiến lùi, tuân thủ luật pháp, như vậy thì mới có thể bình ổn dài lâu. Từ đầu chí cuối, ngay tới một câu nghĩ cho bản thân Tiêu Chính Văn cũng không có, thậm chí hoàn toàn chẳng thèm coi nhà họ Tư Mã ra gì. Tránh xung đột chứ không phải sợ xung đột, ý của Tiêu Chính Văn hết sức rõ ràng, nếu như giết gà vẫn chưa thể dọa khỉ, vậy thì cũng giết cả khỉ luôn. Võ Anh Hào nghe tới đây thì không khỏi thầm gật đầu, không ngờ trong thế tục lại có một người chém giết quyết đoán như Tiêu Chính Văn. Nếu như đổi vị trí mà suy xét, anh ta nhất định không có lá gan và khí phách giống như Tiêu Chính Văn. Những chuyện này đối với Tiêu Chính Văn mà nói chỉ là một việc chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng đối với Võ Tông trong thế tục thì lại là một quả bom hạng nặng. Thật ra vào lúc mấy người Tư Mã Thụy tới Giang Trung, không ít người trong Võ Tông cũng đã sớm biết được hành tung của Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang xử lý một hợp đồng lưu thông xuất khẩu dược phẩm quốc tế, để không dẫn tới những lãng phí không cần thiết và không làm phiền tới các tầng lớp trong thế tục Giang Trung nên mới âm thầm trở về Giang Trung. Vậy nên không ít tông môn đều âm thầm cử mật báo tới Giang Trung ẩn nấp trước, chính là muốn biết Tiêu Chính Văn sẽ quy phục nhà họ Tư Mã như thế nào. Để tiện công bố tin tức này ra ngoài đầu tiên. Thế nhưng ai có thể ngờ được Tiêu Chính Văn chẳng những không quy phục mà ngược lại còn giết cả tay sai nhà họ Tư Mã. Tư Mã Thụy nghênh ngang hống hách tìm tới Giang Trung, cuối cùng lại sợ tới độ tiểu cả ra quần mà cút khỏi tòa nhà Vi Nhan. Điều này đồng nghĩa với việc giáng một cái tát rất mạnh lên trên mặt nhà họ Tư Mã trong vô hình. Sau khi người của Võ Tông biết được tin này thì đều lộ ra vẻ không dám tin. Nhà họ Tư Mã đấy, cả Võ Tông có ai là không muốn nhanh chóng đặt chân vào trong vùng ngoài lãnh thổ, có ai là không muốn được một thế gia lớn nào đó ở vùng ngoài lãnh thổ thu nạp. Thế nhưng Tiêu Chính Văn không những thẳng thừng từ chối lời chiêu mộ của nhà họ Tư Mã mà còn giết cả Tư Mã Nghê Thường. Hừ, theo tôi thấy, Tiêu Chính Văn hắn chỉ đang giả vờ mà thôi. Không sai, có thể được nhà họ Tư Mã nhìn chúng là vinh hạnh lớn đối với phần mộ tổ tiên nhà họ Tiêu hắn. Hắn thì hay rồi, không biết thức thời thì cũng thôi đi, ngược lại còn đắc tội với nhà họ Tư Mã, tôi thật muốn nhìn xem lần này Tiêu Chính Văn sẽ xử lý thế nào. Với tính khí của Tư Mã Tư thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nhà họ Tiêu không bị giết sạch thì cũng do nhà họ Tư Mã quá nhân từ rồi. Mà sau khi năm đại danh sơn nhận được tin tức này thì đều đồng loạt ngửa mặt cười lớn. Đặc biệt là Triệu Kế Hồng còn cười một tràng dài. Trước đây ông ta còn lo lắng một khi Tiêu Chính Văn tiếp nhận lời chiêu mộ của nhà họ Tư Mã, sau này trở thành con chó săn của nhà họ Tư Mã thì bản thân mình có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội để báo thù nữa. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, phá hỏng một món hời lớn, chưa nói tới chuyện cự tuyệt nhà họ Tư Mã mà còn giết người của nhà họ Tư Mã, đây đã là mạng người thứ hai của nhà họ Tư Mã chết trong tay Tiêu Chính Văn rồi. Tên Tiêu Chính Văn này đúng là tự cho mình thông minh, cho rằng hắn giết Tư Mã Nghê Thường, tỏ rõ thái độ với thế tục là có thể bình an vô sự rồi à. Thật đúng là quá ngây thơ, anh Triệu nói chí phải, theo tôi được biết. Lần này Khổng Kỳ Thiên của nhà họ Khổng trở về thế tục cũng là để nhắm vào hắn. Hừ, khi trước đắc tội với đế vương các, vẫn còn chưa giải quyết triệt để sự việc đã động tới nhà họ Tư Mã, hắn thật sự cho rằng bản thân là chiến thần sao? Dám một thân một mình khiêu chiến với cả vùng ngoài lãnh thổ. Hừ, tôi thấy hắn là không biết tự lượng sức, giờ thì tên họ Tiêu cũng chẳng hống hách được thêm mấy ngày đâu, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm thôi. Thiên Hà Đạo Quân cười lạnh lùng nói. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn cùng với mấy người Tần Vũ và ông cụ Quý sau một hồi thảo luận cũng đưa ra được quyết định. Được, nếu như cậu Tiêu đã đồng ý, vậy thì chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Dù sao tới lúc đó, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn phải trông cậy nhiều vào cậu Tiêu. Tần Vũ chắp tay với Tiêu Chính Văn nói. Dù gì trận đấu lần này, thoạt nhìn là các thế gia lớn cử ra người được chọn phù hợp, tranh đoạt thánh huyết đế tuấn. Thực ra lại là cái bẫy mà Thiên Đạo Minh Ước bố trí cho Hoa Quốc. Tất cả môn phái võ tông trong thế tục và các thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đều nhận được lời mời, duy chỉ không thông báo cho giới chính trị Hoa Quốc, điều này đã nói lên rằng bên trong đang âm thầm loại trừ thế tục Hoa Quốc ra bên ngoài. Mọi người đều là vì nhân dân trong thiên hạ, anh Tần không cần phải cảm ơn tôi, Tiêu Chính Văn tôi cũng là một trong số những con dân của Hoa Quốc mà.
Nghe thấy lời này, sự tôn sùng của mọi người dành cho Tiêu Chính Văn không khỏi nhiều lên mấy phần. Cậu Tiêu, bên ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn xe riêng, theo tôi thấy, chi bằng tối nay chúng ta tìm lấy chỗ nghỉ trước đã, không biết ý cậu thế nào. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Chu Trấn Long. Cậu Tiêu, nếu như bên phía Giang Trung xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, Chu Trấn Long chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn mới khẽ gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của mấy người Tần Vũ. Sàn đấu so tài không đặt trong lãnh thổ Hoa Quốc mà là ở thủ đô Vi Hào cách một bãi biển. Không chỉ bên phía Hoa Quốc mà ngay cả Âu Lục cũng cử đại diện tới tham gia. Thậm chí bên phía Vi Hào cũng cử ra mấy người tới sàn đấu so tài chuẩn bị. Từ lần trước sau khi Vi Hào bị Tiêu Chính Văn chém đứt dòng chảy lưu truyền thì cũng không gượng dậy nổi, mãi tới gần đây sau khi cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ trở về thì mới hơi nhem nhóm phục hồi lại thêm lần nữa. Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy cả Vi Hào dường như có chút khí tức không hề bình thường nhỉ, Thành Kế Hào hơi cảnh giác nói. Ồ, có gì không bình thường, Trương Lăng Phong lại chẳng bận tâm. Lẽ nào anh không biết kinh đô này từng là địa bàn của Yuoki, một trong ba tôi tớ của Hachiki Orochi, Thành Kế Hào nhíu mày nói. Thật ra nơi kinh đô này không chỉ là địa bàn của Yuoki mà còn là quê cũ Mokita, hai người này đều là một trong số những nhân vật được Vi Hào thần hóa mà thành. Hơn nữa, thân phận khác của bọn họ chính là tay sai của Hachiki Orochi. Chắc hẳn người Vi Hào sắp đặt sàn đấu so tài ở kinh đô cũng là thầm có thâm ý gì đó. Vào lúc hai người Thành Kế Hào đang nhỏ tiếng bàn luận, Tiêu Chính Văn cũng hơi nhíu mày. Xung quanh dường như có một luồng khí tức mà anh hết sức quen thuộc, dù luồng khí tức này vô cùng yếu ớt, thế nhưng vẫn bị Tiêu Chính Văn cảm nhận được. Được rồi, mọi người từ xa vạn dặm tìm tới đây cũng mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, Tần Vũ nói với mọi người. Tần Vũ trước nay đều không có hứng thú với những thần thoại truyền thuyết của Vi Hào kia. Dù gì bây giờ không phải niên đại của thần thoại đó, hơn nữa, những nhân vật được thần hóa có thật sự sở hữu bản lĩnh lớn như vậy không vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Nếu không sao bọn họ ngay tới quốc môn của Vi Hào cũng không bảo vệ được. Dưới sự chỉ dẫn của Tần Vũ, mọi người đi tới một khách sạn nổi tiếng trong kinh đô rồi tiến hành các thủ tục nhận phòng. Tiêu Chính Văn quay một vòng bên trong đại sảnh. Sau đó cho những người khác về nghỉ ngơi trước rồi đi tới một quán trà ở gần đó. Vừa mới pha xong một ấm trà, rèm cửa chợt chuyển động, một người đàn ông trung niên khí độ phi phàm bước từ bên ngoài vào. Từ Kiêu Long, Tiêu Chính Văn bất ngờ nhìn về phía người đàn ông trung niên. Tiêu Vương, Từ Kiêu Long thoạt tiên ngơ ngác, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến về phía anh. Thật ra nói cho xác đáng thì Tiêu Chính Văn từng có ơn cứu mạng ông ta vài lần, lần đại quân năm nước áp sát dưới chân thành, chính Tiêu Chính Văn là người ra tay đánh cho liên quân năm nước phải rút lui hết. Vậy nên mới bảo vệ được cho tính mạng của Từ Kiêu Long. Nghĩ năm đó, ngay tới cường giả ở cảnh giới Thiên Vương cũng đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù cách biệt cảnh giới giữa ông ta và Tiêu Chính Văn không lớn, thế nhưng chiến lực thật sự giữa hai người lại là cách biệt giữa trời và đất. Mà kể từ sau lần đó, cảnh giới của Tiêu Chính Văn cũng không ngừng nhảy vọt, khiến cho Từ Kiêu Long chỉ biết ngước nhìn. Đây cũng là lần đầu trong vòng mấy chục năm nay, Từ Kiêu Long có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, dường như bất luận ông ta có nỗ lực ra sao thì cũng chẳng thể sánh ngang với Tiêu Chính Văn được nữa. Thế nhưng tất cả những chuyện này lại chỉ mới là bắt đầu mà thôi, từ sau khi linh khí được phục hồi, Tiêu Chính Văn đã mở ra thời đại chỉ thuộc về mình anh. Nếu như không có Tiêu Chính Văn, e rằng Hoa Quốc đã không còn tồn tại từ lâu, mà bây giờ, mấy người Từ Kiêu Long so với cao thủ trong võ tông đã không đáng để nhắc tới từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn giờ ở trong mắt Từ Kiêu Long sớm đã giống như một vị thần cao không với tới, không còn là chủ soái Bắc Lương mà ông ta ngồi ngang hàng khi trước nữa rồi. Vậy nên lúc gặp lại Tiêu Chính Văn, Từ Kiêu Long hết sức cung kính chắp tay vái lại Tiêu Chính Văn. Mọi người cùng là kẻ bề tôi. Chủ soái Từ không cần phải khách sáo như vậy, Tiêu Chính Văn vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy, nhường cho Từ Kiêu Long chỗ ngồi của mình. Thật là trùng hợp, sao chủ soái Từ lại rảnh rỗi như vậy, vẫn an nhàn thoải mái tới kinh đô thưởng trà. Dù gì bây giờ Từ Kiêu Long vẫn là thống soái chiến khu, địa vị hết sức quan trọng, không thể vô duyên vô cớ chạy tới nước Vi Hào. Còn không phải vì chuyện có liên quan tới trận đấu lần này hay sao?
sự việc có liên quan tới quốc vận, nói thật thì trong lòng tôi không thể tên tâm được, có điều gặp được Tiêu Vương thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Nói tới đây, trên mặt Từ Kiêu Long lộ ra một nụ cười thoải mái. Trong lòng ông ta biết rõ chiến lực của Tiêu Chính Văn, mặc dù nói tham gia vào trận đấu lần này đều là một số đệ tử trong thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, những kẻ này chỉ giống như đứa trẻ 3 tuổi, thắng dễ như trở bàn tay. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, quả thực sự việc có liên quan tới quốc vận, tôi cũng buộc phải đặc biệt tìm tới, hiếm có ai biết lo nghĩ cho quốc gia như chủ soái Từ nhỉ. Từ Kiêu Long hổ thẹn lắc đầu nói, tôi nhiều nhất chỉ có thể lo nghĩ mà thôi, căn bản chẳng giúp sức được gì, không giống như Tiêu Vương, có thể dùng sức mạnh để cứu quốc gia từ trong nguy nan. Có điều trận đấu này thâm sâu khó lường, theo tôi được biết, Phi Hào có một cao thủ lánh đời trợ ề rồi, nghe nói người này chính là người khai sáng đoạn đao lưu của Vi Hào. Người này có không ít tín đồ tại Vi Hào, hơn nữa môn sinh cũng rất đông đảo, tôi nghe nói người này còn lưu lại một câu chuyện thần thoại, Tiêu Vương nhất định phải lưu ý và cẩn thận hơn với người này đấy. Từ Kiêu Long nhíu mày, nói với vẻ lo lắng. Người mà ông nói chắc là Yuoki hay là Mokita nhỉ? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Từ Kiêu Long vội vàng gật đầu nói, không sai, chính là cửu đồng tử. Tôi nghe nói 3 ngày trước ông ta đột nhiên từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, 80% là vì trận đấu lần này. Vi Hào rình mò Hoa Quốc đã lâu, càng hiểu rõ hơn về giá trị của Thánh Huyết Đế Tuấn so với mấy quốc gia nhỏ bé ở Âu Lục kia. Vậy nên ông ta đặc biệt từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, nhất định chính là để tranh đoạt Thánh Huyết. Từ Kiêu Long nói chắc như đinh đóng cột. Chủ soái Từ không cần phải lo lắng, thật ra Thánh Huyết Đế Tuấn không phải bất cứ ai cũng có tư cách có được, muốn chiếm thứ này buộc phải áp chế cảnh giới xuống dưới ngưỡng nhân vương cấp 5, nếu không sẽ bỏ lỡ dịp tốt với thứ này. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đưa một tách trà sang cho Từ Kiêu Long. Ồ, lại còn có chuyện như vậy nữa, Từ Kiêu Long đỡ lấy tách trà bằng hai tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Đối với cảnh giới nhân vương cấp 5 mà nói, Tiêu Chính Văn tuyệt đối là sự tồn tại không ai địch lại nổi. Dù gì Tiêu Chính Văn khi trước đã nhiều lần chém giết ngược dòng, thậm chí vào lúc đối diện với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn cũng chẳng chút sợ hãi. Không sai, nếu không thì hai người chúng ta e rằng căn bản chẳng có tư cách tham gia trận đấu lần này. Đang nói, chỉ thấy rèm cửa cử động, Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong lần lượt đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Thành Kế Hào chắp tay bái lại Tiêu Chính Văn trước, sau đó lại quay sang khẽ gật đầu với Từ Kiêu Long. Thật ra so với cao thủ của Vi Hào thì cao thủ của Âu Lục lại càng đáng chú ý hơn, Trương Lăng Phong nhíu mày nói. Bởi vì trong số những người tham gia trận đấu lần này còn có một thân vương, nghe nói người này có chiến lực rất cao, từng mấy lần đánh bại cao thủ các nước Âu Lục. Không cần phải lo lắng làm gì, mấy người phải có niềm tin vào lưu truyền của Hoa Quốc, mấy nghìn năm nay, Âu Lục vẫn luôn là mảnh đất u mê, nếu như không phải Đại Minh truyền bá văn minh vào Âu Lục thì bây giờ bọn họ vẫn còn ăn lông ở lỗ. Tiêu Chính Văn nói xong thì dùng tay chỉ vào vị trí bên cạnh, ý bảo hai người họ ngồi xuống. Dù bây giờ thế lực các phương đã hội tụ đầy đủ, thế nhưng thấy được biểu cảm bình thản của Tiêu Chính Văn, Từ Kiêu Long cũng an tâm phần nào. Cộng thêm việc nhà họ Thành cũng là một thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, điều này nói lên rằng các thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ cũng chẳng phải không để tâm tới thế tục Hoa Quốc. Lần này, không chỉ có một sự viện trợ mạnh nhất từ Tiêu Chính Văn mà còn có sự tham gia của các thế gia khác ở vùng ngoài lãnh thổ, 10 thì có tới 8, 9 phần Thánh Huyết Đế Tuấn sẽ không rơi vào tay kẻ khác. Sáng ngày hôm sau, trận đấu lần này chính thức được triển khai trên sân vận động của Kinh Đô. Chỉ là Tiêu Chính Văn không tới quan sát mà ở lại trong phòng khách sạn tiếp tục lĩnh hội cảnh giới quy chân. Mãi tới chiều ngày hôm đó, Tiêu Chính Văn mới bình thản tới xem một chút, mặc dù hai người Trương Lăng Phong và Thành Kế Hào có mấy lần chiến thắng rất khó khăn, thế nhưng vẫn coi như đánh bại được cả đám đối thủ. Dù gì bất luận là nhà họ Thành hay là nhà họ Trương thì đều muốn có được tinh hoa trận pháp của Hoa Quốc, không phải là thứ mà mấy quốc gia khác ở Âu Lục có thể so bì. Ngay tới mấy cao thủ trẻ tuổi mà Vi Hào phái tới cũng lần lượt bại trong tay hai người họ. Tối ngày hôm đó, rất nhiều Hoa Kiều của Hoa Quốc ở Vi Hào đã đặc biệt tổ chức một tiệc rượu rất lớn để mừng công cho hai người Trương Lăng Phong và Thành Kế Hào. Dù gì sự việc cũng có liên quan tới tương lai quốc vận của cả một quốc gia, đối với những Hoa Kiều này mà nói,
cường thế của Hoa Quốc chính là sự bảo đảm an toàn có sức mạnh nhất của bọn họ tại Vi Hào. Chỉ cần Hoa Quốc lớn mạnh, những cao thủ võ đạo của Vi Hào kia cũng không dám tùy tiện làm khó kiều bào của Hoa Quốc. Thật ra lần này chúng ta thắng được là tốt, không cần phải tổ chức lớn như vậy làm gì, mọi người sẽ cho rằng chúng ta đang cố ý khoe khoang. Tần Vũ tay nâng ly rượu, trên mặt sớm đã nở nụ cười vui vẻ không thể che giấu. Ban đầu Vi Hào bọn họ hống hách ức hiếp người khác như thế nào? Không chỉ chiếm lãnh thổ của chúng ta, giết dân ta mà còn không chịu xin lỗi, giờ phải cho họ thấy Hoa Quốc chúng ta đã khác xưa từ lâu rồi. Một phú thương trong số đó cười nói. Ông ta vừa nói dứt lời, cửa phòng tiệc đột nhiên bị người khác dùng lực đẩy ra, mấy chục võ giả Vi Hào và cả võ giả Âu Lục lẫn Phi Lục đồng loạt sải bước vào bên trong. Các vị, xin thứ lỗi cho chúng tôi không mời mà đến. Một võ sĩ Vi Hào trong số đó híp mắt, sắc mặt u ám dị thường, lên tiếng nói. Sắc mặt của võ giả nước Vi Hào này vô cùng khó coi. Dẫu sao đây đang là sân nhà của nước Vi Hào, hôm nay nước Vi Hào phái ra tổng cộng 8 người, kết quả ai cũng đều thua trong tay của hai người Thành Kế Hào và Trương Lăng Phong. Điều càng làm cho nước Vi Hào không thể nhịn được nữa là Hoa Kiều của Hoa Quốc không chỉ tổ chức tiệc rượu ăn mừng lớn chưa từng có. Còn gọi truyền thông tới, tuyên truyền chuyện này lớn hơn nữa. Đây rõ ràng là vả vào nước Vi Hào ngay trước mặt toàn thế giới. Trừ một vài lãnh đạo võ đạo cấp cao của nước Vi Hào mới vừa từ vùng ngoài lãnh thổ trở về ra, võ giả Vi Hào tham gia lần thi đấu này gần như đều đến đông đủ. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ giận dữ, thật ra có người còn ẩn giấu trong mắt cả ý định giết người. Ngoài ra, người bên Âu Lục cũng đi theo đến đây. Tuy rằng đối với người Âu Lục mà nói kết quả này cũng chẳng phải quan trọng đến thế, nhưng về chuyện Hoa Quốc tổ chức tiệc ăn mừng công khai thế này, vẫn làm tổn thương lòng tự ái của bọn họ. Các vị, nếu đã tới rồi thì đều là khách, mọi người có thể tùy ý tìm chỗ ngồi, cũng đừng câu nệ quá. Tần Vũ là người quản lý của Hắc Bang Đài, dĩ nhiên không hy vọng sẽ khơi mào sự kiện mâu thuẫn quy mô lớn ở nước lạ xa xôi. Hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, đối với Hoa Quốc mà nói. Hoàn toàn không có chút ưu thế nào đáng nói. Một võ giả Vi Hào trong đó không thèm để ý tới Tần Vũ trái lại, nhìn về phía Từ Kiêu Long trong đám người. Vị này không phải là thống soái chiến khu Từ Kiêu Long của Hoa Quốc sao, võ giả Vi Hào kia vừa nói vừa đi về phía Từ Kiêu Long. Rất rõ ràng, vị võ giả Vi Hào kia và Từ Kiêu Long rõ ràng đã có ân oán sâu đậm. Dẫu sao năm đó các nước bao vây Hoa Quốc, Vi Hào cũng là một trong mấy cường địch lớn của Hoa Quốc. Không chỉ Tiêu Chính Văn từng có nhiều lần giao đấu với quân đội Vi Hào, Từ Kiêu Long cũng từng nhiều lần đánh bại sự tấn công của Vi Hào. Nhưng giờ phút này Từ Kiêu Long vẫn là cảnh giới thiên vương cấp 3, còn đối phương đã là cảnh giới bán bộ nhân vương rồi. Chỉ cách nhau bao năm, nhưng hiển nhiên thực lực hai bên đã không còn như trước nữa. Ono Kazuo, Từ Kiêu Long hơi nhíu mày. Cũng lập tức nhận ra võ sĩ Vi Hào kia. Hai người họ đúng là kẻ địch cũ trên chiến trường, mà năm đó, Ono Kazuo còn là kẻ thất bại dưới tay Từ Kiêu Long, đã từng mấy lần bị Từ Kiêu Long đuổi giết không còn manh giáp. Dẫu sao khi đó, Từ Kiêu Long đã là long soái 5 sao, nhưng Ono Kazuo vẫn còn là chủ soái cấp 4 sao. Vì vậy, Ono Kazuo vẫn luôn âm thầm coi Từ Kiêu Long là kẻ địch cả đời của mình, cho đến sau khi linh khí trở về. Ono Kazuo đã từ chức vụ trong quân, một lòng đi theo con đường võ đạo. Đó là vì hy vọng có một ngày, có thể dẫm Từ Kiêu Long dưới chân. Không ngờ chúng ta còn có ngày gặp mặt, không biết hôm nay chủ soái Từ còn có gan so tài cùng tại hạ một phen hay không, Ono Kazuo cố ý dùng giọng khiêu khích nói. Hắn vừa thốt lên, đã thu hút ánh mắt của mọi người Hoa Quốc. Ai nấy đều thấy được. Hôm nay cảnh giới của Ono Kazuo đã cao hơn so với Từ Kiêu Long không chỉ một chút thôi. Bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên vương 3 sao căn bản không thể nói so tài được, thậm chí một ánh mắt, cũng đủ để nghiền nát Từ Kiêu Long rồi. Giữa tôi và cậu chênh lệch cảnh giới khác biệt như trời vực, sao so tài được chứ, sắc mặt Từ Kiêu Long khó coi, nói. Chỉ bằng để tôi thay thế chủ soái Từ, nhận chiến thư của anh, thế nào, Trương Lăng Phong bước về phía trước một bước. Mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ono Kazuo, ý chí chiến đấu hiên ngang. Ha ha ha, Ono Kazuo đột nhiên ngửa mặt cười to nói, tôi và Từ Kiêu Long đều là người trong quân đội, chuyện này hẳn thuộc về ân oán cá nhân giữa quân nhân chúng tôi,
không liên quan đến võ đạo. Chẳng lẽ, quân nhân Hoa Quốc đều là kẻ hèn nhát sao? Hay là, thống soái trong quân Hoa Quốc đều là mấy người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh? Ono Kazuo vừa nói ra, mọi người xung quanh không khỏi đều cau mày, còn Tần Vũ lại đứng bật dậy. Điều này chứng tỏ là họ tới để gây chuyện, hơn nữa, tất cả mọi người đều đã nhận ra, rõ ràng Ono Kazuo muốn nhục mạ cả quân đội Hoa Quốc ngay trước mặt mọi người. Anh dám coi rẻ quân đội Hoa Quốc tôi à? Anh cũng đừng quên, nước Phi Hào, còn nợ Hoa Quốc chúng tôi mấy chục triệu mạng người. Hoa Quốc tôi có thể đòi lại món nợ máu này từ Vi Hào các anh bất cứ lúc nào. Tần Vũ đứng ra không sợ hãi chút nào. Tiêu Chính Văn đang ở trong phòng riêng ở tầng 2, anh ta có gì phải sợ chứ? Đã nhiều năm qua, người đánh bại quân Vi Hào không chỉ một mình Từ Kiêu Long, nếu nói đến người đánh bại âm mưu của người Vi Hào nhiều nhất phải tính đến vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Anh Tần, nếu như tôi nói không sai, hẳn anh là người của Hắc Băng Đài Hoa Quốc nhỉ? Nói rõ ra, Hắc Băng Đài chỉ có thể xem như một tổ chức gián điệp, không tính là quân chính quy. Ý tôi là, hy vọng có thể đánh một trận cùng quân nhân chân chính của Hoa Quốc, hơn nữa, cuộc thi đấu hôm nay, Hoa Quốc các anh đã thắng vẻ vang rồi, bất kể tôi và chủ soái tự ai thắng ai thua, cũng sẽ không thay đổi kết quả này. Cho nên, tôi chỉ hy vọng có thể so tài một trận công bình cùng quân nhân Hoa Quốc, sao thế, ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà các anh cũng không thể đáp ứng sao? Hay là, quân nhân Hoa Quốc các anh sợ rồi? Ono Kazuo tự biết với thực lực của hắn thì không làm nên trò trống gì ở Hoa Quốc, nhưng người trong quân đội thật sự ở đây cũng chỉ có một mình Từ Kiêu Long mà thôi. Dựa vào thực lực cảnh giới bán bộ nhân vương của hắn, nghiền nát một Từ Kiêu Long cảnh giới thiên vương 3 sao, còn không phải là chuyện vô cùng dễ dàng sao? Ai cũng nói quân nhân Hoa Quốc, xương cốt như sắt thép, chảy máu không đổ lệ, vừa khéo, chúng tôi cũng muốn biết một chút về phong thái quân nhân Hoa Quốc. Mọi người Âu Lục bên cạnh cũng mở miệng tiếp lời phụ họa. Lời vừa nói ra, ngay cả Tần Vũ cũng không tiện chen miệng vào nữa, dẫu sao Hắc Băng Đài đúng là không được tính như quân chính quy, mà Từ Kiêu Long mới thật sự là thống soái chiến khu. Sao vậy, vị tướng quân này của Hoa Quốc hình như có vẻ rất sợ, chẳng khác gì đang sỉ nhục quân uy Hoa Quốc nhỉ? Một người đàn ông da trắng bên cạnh, cười như không cười, lên tiếng châm chọc. Mấy câu nói này lọt vào tai Từ Kiêu Long còn khó chịu hơn so với dùng đao khoét tim ông ta. Từ Kiêu Long dẫu sao cũng từng là thống soái ba quân, mấy lần vào sinh ra tử, nếu nói sợ, ông ta đã bỏ chuyện sinh tử ra ngoài tầm suy xét từ lâu rồi. Chỉ là, biết rõ không địch lại, lỡ như thua trong tay Ono Kazuo, người mất mặt không chỉ một mình ông ta, mà còn cả quân đội Hoa Quốc. Thân là một quân nhân, có thể chết trận xa trường, có thể ra ngựa bọc thây, nhưng tuyệt không thể bởi vì sự bất lực của mình, làm toàn quân chịu sỉ nhục. Nếu như đổi thành mấy năm trước, Từ Kiêu Long đã sớm hét lớn một tiếng, xông tới dậy Ono Kazuo làm người, nhưng nay đã không còn như xưa nữa. Vô số ánh mắt châm chọc cười nhạo nhìn vào Từ Kiêu Long, thậm chí còn có người mở miệng cười nhạo quân Hoa Quốc, sao ông ta có thể nhịn được cơn tức này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.